Thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, qua cái chương trình cũng xin được giới thiệu với chư quý đồng đạo là Huynh Tiều Phu. Huynh Tiều Phu sẽ trở về với đạo tràng của chúng ta, sẽ nói về thân thế và sự nghiệp của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Vậy giờ đây xin kính mời toàn thể chư quý đồng đạo mình ngồi lắng nghe qua sự chỉ. Xin trân trọng kính mời Huynh ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Có nghe tiếng Tiều Phu chưa Trung Quân ơi? Alo. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho Tiều Phu tín hiệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa và kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo của mình có mặt trong cái room, trong cái buổi mà chia sẻ giáo lý của buổi trưa hôm nay. Thì như quý vị đã biết trong cái chương trình của ở trong room mình từ mấy ngày nay, thì nó có một cái hệ thống trình bày để cho toàn thể chư quý đồng đạo của chúng ta suy nghiệm rồi đóng góp lại cho cái mỗi một cái đề tài nó có một cái phần phong phú hơn và nó được chính xác hơn. Thì vừa qua rồi thì quý vị đã nghe những đồng đạo của mình đã trình bày về cái lược sử của Đức Phật Thích Ca, từ cái lúc đản sanh cho tới tu chứng và từ tu chứng cho đến nhập Niết Bàn. Đồng thời quý vị cũng đã nghe cái lược sử của 33 vị tổ sau cái khoảng thời gian mà Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn. Và vừa qua thì quý vị cũng đã nghe cái lược sử của Phật Thầy Tây An và các vị cái phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Do vậy cho nên hôm nay thì Tiều Phu cũng xin mạo muội đảm trách tiếp tục với cái phần là cái thân thế và sự nghiệp của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Kính thưa toàn thể chư quý vị, để mà lắng nghe cái đề tài này thì riêng Tiều Phu thiết nghĩ thì mỗi đồng đạo của chúng ta là một người tín đồ đang hiểu cho rõ ràng cái thân thế và sự nghiệp của giáo lý chân truyền để cho chúng ta noi theo mà tu hành. Thể theo trong bài mà trong việc tu thân sử kỷ thì Đức Thầy có già lòng lành rồi thì dùng trí huệ mà bình đoán cái đạo của ta đang học hay sẽ học một cách xác thực, tìm hiểu cho rõ ràng cái mục đích ấy, như thế mới mong thoát khỏi tà kiến gạt gẫm ta, đem đức tin lòng lành cống hiến vào chỗ thấp hèn hay một ông thầy mê dốt. Do vậy cho nên đó là ở đây chúng ta tìm hiểu một cách cho rõ ràng về cái thân thế và sự nghiệp của Đức Thầy để rồi chúng ta vững niềm tin và chúng ta mới thấy được rõ ràng đây là một vị cổ Phật lâm phàm để dẫn dắt chúng ta đi đến con đường giải thoát giác ngộ mà chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tinh tiến mà tu hành. Vì thế cho nên đó là trong cái buổi gặp gỡ hôm nay thì Tiều Phu sẽ đem những cái đem hết những cái mà mình đã nghiên cứu đã học được để mà trình bày lên, rồi mong rằng tất cả chư quý đồng đạo thiện hữu trí thức của mình lắng nghe rồi đóng góp tiếp với Tiều Phu để cho cái mệnh đề nó mỗi ngày nó chính xác hơn, nó phong phú hơn để đem lại một cái lợi ích trong một cái công cuộc mà tất cả chúng ta đang đền đáp một cái hồng ân tam bảo. Đó là một cái một trong bốn cái ân trọng mà mỗi con người chúng ta đang mang lấy mà Đức Thầy đã chỉ dạy, kể cả như trong cái mơ ước của thầy cũng vậy. Thầy cũng mong muốn làm biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng để đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Vì thế cho nên hôm nay để đi vào cái đề tài một cách xác thật chính xác là mau chóng thì Tiều Phu cũng xin đi vào cái đề tài trình bày hôm nay. Mong rằng toàn thể chư quý đồng đạo cũng chú ý lắng nghe và đóng góp với Tiều Phu. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo kính mến. Lần dở những trang lịch sử từ ngàn xưa đến nay đã cho chúng ta thấy rằng mỗi khi có một cái xã hội nào đó mà sắp bị băng hoại thì nó sẽ có những cái hiện tượng xảy ra như thiên tai địa ách, như dịch bệnh, chiến tranh,
nhân tâm thì ly tán, đạo đức lại suy đồi. Lòng người hung ác, mê muội bạo tàn, còn con người thì sống trong một cái hoàn cảnh hết sức là lầm than khốn khổ. Thì cũng chính những giờ phút đau thương đó mới có những bậc giác ngộ, những bậc thánh nhân ra đời, mang theo cả một cái nền đạo từ bi bình đẳng, hầu để dìu dắt nhân sanh, cải ác tùng lương, để cứu khổ ban vui, để xua tan đi những tai nạn cho nhân loại, để dẫn dắt nhân sanh cải ác tùng thiện, để góp phần chấn chỉnh lại những cái sa đọa tiêu vong, hoặc là để xây dựng lại một cái xã hội có nền nếp đạo nghĩa, hầu đem lại an vui, hạnh phúc cho mọi người. Cụ thể như vào thế kỷ khoảng trong thứ 6 trước kỷ nguyên Tây Lịch, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời vào lúc đất nước Ấn Độ đang phân chia ra làm 4 giai cấp hết sức trầm trọng, kể cả về mặt đạo đức, văn hóa, kinh tế, chính trị, tôn giáo vô cùng rối ren phức tạp, không những làm chi phối đời sống con người về mặt vật chất mà cả về mặt tinh thần. Lúc bấy giờ các nơi ngoại đạo thì thạnh khởi, làm mê hoặc lòng người, tạo thành một cái trạng huống hết sức là hỗn loạn, làm cho nhân tâm của con người phải đảo điên, đời sống thì mê mờ trong tâm tối. Đứng trước một cái hoàn cảnh bế tắc ấy thì bỗng đâu Đức Phật lại xuất hiện như một cái ánh mặt trời ấy, là xua tan đi những cái màn đêm âm u tâm tối của lúc bấy giờ. Ngài đem trí huệ mà soi sáng lòng người, lấy đức từ bi mà phá tan những cái giai cấp ở trong xã hội. Ngài quả là một vị cứu tinh của xã hội Ấn Độ thời ấy. Rõ ràng. Và tương tự như thế, ở tại Trung Hoa, Đức Khổng Tử ra đời vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, trong cái lúc mà các nước chư hầu đang thôn tính lẫn nhau, đang tranh quyền đạt lợi nhằm thực hiện một cái mộng bá đồ vương, cương thường thì đảo lộn, còn lòng người thì ly tán, chia rẽ hận thù, nhân dân cùng khổ. Và chính sự có mặt cái đạo vua tôi, cái đạo thầy trò, cái đạo cha con, cái đạo, và từ đó trong cuộc sống mới có được một cái, từ đó trong cuộc sống của nhân dân, của con người ở trong cái xã hội đó mới có được cái cương thường đạo, có được một cái nền nếp nghĩa nhân, mới có được những cái trật tự kỷ cương, có hòa bình an lạc. Và một lần nữa, vào khoảng thập niên 30 tại miền Nam Việt Nam của chúng ta, lúc bấy giờ đất nước Việt Nam của chúng ta đang chịu dưới sự cai trị của người Pháp, một cái chính sách tàn bạo khắc nghiệt làm cho nhân dân phải đồ thán, dân làng thì đói đau không thuốc, mê tín dị đoan thì tràn ngập từng nhà, con người cơ hồ như là hết phương giải thoát. Đứng trước một cái hoàn cảnh thương tâm đó thì bỗng đâu lại xuất hiện một đấng cứu tinh, một vị hoạt Phật ra đời, đó chính là Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo, là một vị thanh niên mới 19 tuổi mà lại cưu mang trọn vẹn sức nặng quyền bí của đạo lý Đông Phương, và cũng với 19 tuổi mà lại gánh vác nặng nề với những sứ mạng lâm phàm, và cũng với tấm lòng từ bi vô hạn mà Ngài đã khéo léo vận dụng tinh hoa của Tam Giáo Phật Lão Nho cùng với cái tư tưởng liễu đạo của riêng Ngài mà dựng lập nên một cái tôn giáo thuần túy của dân tộc, một cái tôn giáo nội sinh với tôn chỉ là học Phật tu nhân, tức là hành trì song song trên hai phương diện đạo và đời, đúng như là hạnh nguyện của Ngài, là đầu ngưỡng vọng đất trời minh chứng, tấm lòng thành quyết dựng đạo đời. Và Ngài đã thành công trên bước đường lập giáo. Vậy thân thế và sự nghiệp của Ngài ra sao? Và bước trung chuyên hóa đạo của Ngài như thế nào? Đây là những vấn đề mà chúng tôi sẽ trình bày với quý vị trong cái giờ chia sẻ buổi trưa hôm nay. Để cho tiện việc theo dõi trong cái đề tài thân thế và sự nghiệp của Đức Thầy thì chúng tôi sẽ chia nó ra làm 3 phần chính để cho quý vị tiện việc theo dõi. Phần thứ nhất thì sẽ nói về thân thế của Ngài. Phần thứ hai là nói về phần sự nghiệp của Ngài. Phần thứ ba tức là cái phần trung chuyên, những bước trung chuyên của Ngài. Xin trân kính mời toàn thể chư quý vị hãy là theo dõi từng phần một trong cái đề tài mà Tiều Phu sẽ trình bày hôm nay. Trước nhất chúng tôi sẽ trình bày một cách ngắn toàn thể chư quý đồng đạo kính mến. Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo, Ngài đản sinh vào ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi, nhằm ngày 15 tháng 1 năm 1920
tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, ngày nay là thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, ở một cái tỉnh mà giáp với cái biên giới Việt Miên, ở cái vùng là đồng bằng sông Cửu Long ở miền Tây Nam Bộ của chúng ta. Và ngài sinh ra trong một gia đình trung nông lễ giáo, con thứ tư của đức ông Huỳnh Công Bộ và đức bà Lê Thị Nhậm. Lúc thiếu thời, ngài tỏ ra khác thường hơn các vị thanh niên khác đồng lứa tuổi với mình. Nghĩa là tánh tình thì nghiêm trang, ít nói, ít cười. Ngài không thích tiêu khiển bằng đờn ca sướng hát và thường tìm đến những cái nơi thanh tịnh để ngồi trầm tư mặc tưởng. Khi lớn lên, cũng như bao nhiêu người thanh niên khác ở trong vùng, đức thầy đưa ngài vào trường học chữ Việt ngữ, rồi là sau cùng đưa đến trường học ở Tân Châu để cho ngài học. Nhưng vì sức khỏe kém nên sau khi đậu bằng tiểu học xong thì ngài đã nghỉ học, và lúc bấy giờ ngài đã tròn 15 tuổi. Lúc này thân xác của ngài đang mang một cái chứng bệnh trầm kha, luôn dài dò sao, và rất nhiều danh y diệu dược khắp nơi cũng không chữa được bệnh cho ngài. Ở đây chúng tôi chỉ tóm gọn phần này thôi, chứ quý vị cũng đủ biết là một cái người con trai độc nhất trong một cái gia đình giàu có ngay trong một cái xã hội hiện tại, mà lại mang những cái chứng bệnh trầm kha như thế, thì đức ông và đức bà nó là luôn luôn lúc nào cũng tìm coi, lắng tai nghe coi nơi nào có thầy, nghĩa là bất kỳ là thầy gì, tức là thầy thuốc hay là nam thuốc bắc hay là thầy bùa, thầy trà cũng đều chở thầy tới đó để điều trị, nhưng tất cả đều vô dụng, tất cả đều là không có làm sao mà trị được cái bệnh của ngài, và căn bệnh đó mỗi ngày càng là mỗi trầm trọng thêm. Trong một cái hoàn cảnh tưởng chừng như tuyệt vọng thì lạ lùng thay, khi đến tuổi trưởng thành, tức là vào năm mà ngài được 19 tuổi, thì tất cả những cơn bệnh ấy hoàn toàn biến mất và ngài bỗng quát nhiên đại ngộ. Và cũng chính vào những cái giờ khắc này, ngài đã đặt bàn, nghĩa là tế cáo với Hoàng Thiên để khai sáng một cái nền đạo Phật giáo Hòa Hảo, một nền đạo vị nhân sinh. Rõ ràng là vào cái ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939 là ngài đã đặt bàn và tế cáo với Hoàng Thiên đất trời và lại bốn hướng, rồi mời đức ông ra để chứng kiến, để cho ngài là khai mở một cái nền đạo ở vào một cái thế kỷ mới, ở trong một cái công cuộc là giáo truyền đại đạo như thế này. Bởi vì ngài ở tại cái làng Hòa Hảo và đạo của ngài dạy là đạo Phật, cho nên mới gọi là đạo Phật giáo Hòa Hảo và mở đầu kỷ nguyên giáo dân hướng thiện. Đó là một chúng tôi mới vừa là tóm lược sơ lược về cái phần là thân thế của ngài. Bây giờ tới cái phần thứ hai của đề tài, đó là tới cái phần sự nghiệp. Không, nhận xét trình độ căn cơ của chúng sanh trong cái buổi hạ nguyên mạt pháp này, tức là không có đồng đều nhau, mỗi người có một cái trình độ, có một cái sự hiểu biết và có một cái căn duyên không có đồng đều nhau. Nghĩa là phước thì mỏng, nghiệp là dày, kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Cũng như trong bài sứ mạng, ngài đã cho biết đó, Thiên Tào Đà xét định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ nguyên này, đều say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh. Luật trời đã trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Thế nên chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chơn tuyên lâm phàm độ thế. Và ngài cũng cho biết là nên phương pháp của ta tùy theo trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam. Trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn để gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ. Dưới dùng quyền diệu của tiên gia mà độ bệnh cho kẻ ít căn lành, nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị giới trăm quan. Tóm lại, vì muốn rộng độ chúng sanh nên ngài đã dùng cả ba phương tiện một lượt, để nghĩa là tam độ nhất như, nhằm để mau cứu vớt sanh linh ra khỏi cái dòng luân hồi sanh tử. Trong cái tam độ nhất như đó có nghĩa là: một là trị bệnh độ đời, hai là thuyết pháp độ đời, ba là viết ra kệ giảng để độ đời. Về phương diện trị bệnh độ đời thì như chúng ta đã biết, cái bản thân của ngài chưa bao giờ học qua ngành y một ngày nào. Tức là từ nhỏ đến lớn, trong cái thân thế mà chúng tôi mới vừa trình bày đó, là ngài chưa có rảnh rang một ngày nào ngoài cái vấn đề bệnh hoạn ra.
và ngài không bao giờ học qua ngành y, tây y, đông y một lần nào nha, một chữ nào. Thế mà với những cái dược liệu thông thường, chỉ với giấy vàng, nước lạnh, lá xoài, lá mít, bông thọ, bông trang mà ngài đã trị lành không biết bao nhiêu là bệnh tật, cả những chứng bệnh nan y của thời bấy giờ. Những cái chứng bệnh ấy là như bệnh liệt tả hay là bệnh ruột thừa của bà Chung Bá Khánh, hay là bệnh ghiền á phiện của ông là Võ Mậu Thạnh, hay là bệnh cảm bán thân của vợ bác sĩ là Tâm, hay là bệnh trùng ở xã Hưng Nhân, vân vân. Nghĩa là không biết bao nhiêu những cái chứng bệnh mà Đức Thầy đã trị liệu cho chúng ta thấy được ở trong cái tư liệu trong lịch sử hiện giờ còn ghi lại đó, thì rất nhiều. Không biết ở đây chúng ta trong một cái đề tài này chúng ta không có thể làm sao mà trình bày cho hết được những cái trị bệnh đó, đặc biệt là mỗi khi điều trị bệnh cho ai và ngài đều là dặn dò họ phải ráng lưu ý là phải thường xuyên biết niệm Phật, phải biết làm lành, phải biết kính trọng trời Phật và phải vái thánh thần và tư tưởng tin tưởng các đấng thần linh, các đấng từ bi rủ uống vào. Thấy không? Rõ ràng ngài dạy là thành lòng nước lã nên hồ, hữu tâm chí đức cam lồ Phật ban. Đúng như thế, là trong cái các cái cuộc trị bệnh mà ngài trị ở đây, chúng ta chỉ nêu ra một vài cái bệnh mà kể cả như khoa học của ngay lúc bấy giờ cũng phải là nan y, cũng phải bó tay nữa quý vị. Thí dụ như một là cái bệnh trùng ở xã Hưng Nhơn, hai là chữa bệnh câm cho một đứa bé ở miền Đông, ba là chữa bệnh ghiền á phiện cho ông Hương Võ Mậu Thạnh, bốn là chữa cái bệnh ruột thừa cho bà Chung Bá Khánh bằng cách là cho uống trái cam. Nhưng mà ở đây á, nói đến vấn đề á, là trị bệnh á, thì chúng tôi có một cái tâm đắc nhất, và chúng tôi cũng xin kể hầu quý vị nghe một cái mẫu chuyện mà Đức Thầy trị bệnh á. Ở trong chuyện bên thầy nó có một cái mẫu chuyện về trái bí đao đó, bị bệnh. Có một cái người nữ này á, là bệnh, người này ở Cù Lao Ba ở xã Vĩnh Trường, huyện An Phú ở tỉnh Châu Đốc. Nghĩa là sau khi chạy chữa chữa khắp nơi rồi, bệnh tình mỗi ngày càng nặng thêm, mỗi lúc trầm trọng thêm, cho nên đó là lúc bấy giờ có người quen người thân mới chỉ mách, có ông Tư Hòa Hảo ra đời đem đến đó mong coi ông trị được chăng. Thì lúc bấy giờ vợ chồng ông cùng với một người con gái tên là Thiêu, phải không? Lúc ngày xưa đi là không có xe đò xe như bây giờ nữa, mà đi là thường thường bằng một chiếc chiếc ghe chèo quý vị. Đi chiếc ghe chèo từ ở Vĩnh Trường ở cầu Cù Lao Ba mà xuống về làng Hòa Hảo để nhờ thầy trị bệnh. Thì xuống tới nơi rồi thì ông là chồng của bà này đó là đến là thành tâm mới là nhờ thầy trị bệnh giùm cho vợ mình, và thầy dạy ông phải xuống dưới sông á, múc một chén nước xuôi nước, không múc xuôi nước theo một chén nước rồi đem lên đây. Sau khi Đức Thầy là cho uống một cái ngụm nước vô xong rồi là thầy dùng dây chuối mà cột lại. Không biết thầy dùng dây chuối để rồi là cột tôm cái người bệnh đó lại, là trong tức khắc, trong giây lát sau là người bệnh thấy thuyên giảm rất nhiều, nghĩa là cả gia đình đều mừng rỡ. Tuy nhiên Đức Thầy nói là muốn cho hết bệnh đó, muốn cho hết bệnh mau chóng thì là cần phải bỏ, tức là cần phải quăng ba cái món đồ xuống sông. Rõ ràng có nghĩa là đi theo cái trị bệnh này thì có con của cái người bệnh đó là người con gái tên Thiêu đó, lúc bấy giờ đang đeo một sợi dây chuyền, một cái đồng hồ và một chiếc nhẫn, phải không? Tuy nhiên là Đức Thầy biểu là phải 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 lột ba món đồ đó đem xuống dưới bến sông Tổ Đình đó, quăng xuống dưới sông đi, rồi là mẹ của cô sẽ thuyên giảm một cách nhanh chóng và sẽ chắc chắn sẽ hết bệnh. Sau khi cô này dần dừ tiếc của một hồi lâu rồi, nghe người mẹ động viên, người cha động viên, thì cô vì cái hiếu tử mà động lòng, cho nên cô mới quyết gỡ ba món đồ mà liệng xuống sông, quăng xuống sông rồi đàng hoàng. Thì Đức Thầy dặn thêm đó là phần bệnh này đó là cần phải có thêm
những cái món thuốc nữa để điều trị tiếp tục, là người nhà về nhà cũng nên đó là làm theo cái lời chỉ dẫn của thầy. Một là phải tìm trái bí đao, hai là đường phèn, ba là nước mưa. Ba cái thứ này sắc chung lại rồi nấu uống sẽ mau hết bệnh. Sau khi từ giả và cảm ơn Đức Thầy xong đàng hoàng rồi thì ba người bước xuống xuồng chèo về. Theo kẻ trước người sau chèo từ là bến sông Tủ Đình mà chèo xuôi theo cái dòng là sông Tiền xuống cho tới chợ Mỹ Hậu Đông, tức là tới Vàm Nao đó quý vị. Tới đây nó có một cái dòng nước xoáy kịch liệt lắm, tức là nó một cái ngã ba gặp nhau và nước xoáy lạ lùng lắm. Mùa nước nổi là thấy nếu ai đó mà lạ lạ lâu lâu mới tới đây một lần cảm thấy nó có một cái gì đó hùng vĩ ghê tởm lắm. Thì là trên cái con đường chèo thuyền về như vậy thì bỗng đâu là cô Thiêu mới gặp được cái trái bí đao á, nó trôi ngang cặp với cái mé thuyền của mình, cái xuồng của mình. Cái ghe đang chèo như vậy thì cô vớt được cái trái bí đao để ở sau lái ghe. Đem về nhà thì cả gia đình đều mừng rỡ xúm với nhau đi kiếm đường phèn nước mưa, trong khi nhà mình đã có bí đao rồi. Thì cũng chính cô Thiêu này đem trái bí đao mổ ra để là làm thuốc mà sắc cho mẹ uống. Nhưng mà tuyệt diệu thay, nó có một cái điều lạ lùng mà trong đời này về khoa học hay là về mọi cái vật chứng, những cái kiểm chứng nào ở trong trần gian này chúng ta cũng không thể miêu tả được. Khi chẻ cái trái bí đao ra thì ba cái món đồ mà cô Thiêu luyện ở dưới dưới sông Cái ở trước cửa là Tổ Đình hồi nãy đó, là dây chuyền rồi đồng hồ nhẫn hoàn toàn còn nguyên ở trong ruột trái bí đao quý vị. Phải rõ ràng đây là một cái huyền diệu, chỉ có Phật Thánh Tiên mới có được những cái mà phép màu như thế, nó lạ lùng. Và cả xóm đều đến để nghe một cái câu chuyện này và tất cả đều mừng thầm. Khi là gia đình uống xong cái thang thuốc bí đao đó rồi thì căn bệnh nó là hoàn toàn, căn bệnh của bà này tự nhiên là dần dần bình phục như xưa. Xem thế chúng ta cũng đủ thấy cái lối trị bệnh của thầy ở đây á, là rõ ràng là ngài đã dùng cái quyền diệu của tiên gia để rồi là cho mọi người là mỗi ngày vì một cái mỗi một phần á, thì vì những cái căn bệnh thật sự rồi kéo nhau đến để rồi là kéo nhau đến để rồi nhờ được thầy trị bệnh. Bởi vì trong cái thời kỳ pháp thuật này đó thì là với một cái chính sách khai cai trị là tàn bạo, như là thuốc thì không có uống, uống mà bệnh thì lan rộng khắp nơi, cảnh đói nghèo thì tràn lan, dốt nát thì dãy đầy. Cho nên nó là nếu có nơi nào đó mà có một cái vị thầy mà trị bệnh nó là thần diệu như thế thì chắc chắn là mọi người sẽ quy tụ về đây một cách đông đảo. Và đây là một cái phương tiện thứ nhất mà Đức Thầy đã dùng để cho tất cả mọi người gom lại với nhau để nhờ ơn thầy trị bệnh. Và nhất là cũng có một số đi theo để coi nữa, phải không? Đức Thầy cũng cho biết ở trong quyển nhất đó là trông cho làm bệnh dị kỳ nó coi. Từ đó ngài sẽ nhân trong cái lúc đông người mà truyền bá Phật pháp. Có nghĩa là mọi người quy tụ lại rồi ngài sẽ truyền dạy Phật pháp, nghĩa là ngài thuyết giảng trong một cái là hết sức là mỗi ngày cả là mỗi đông và mỗi ngày cần một lan rộng, càng lan rộng thêm cái giáo lý của ngài. Đó là một cái cách mà trị bệnh là mà ngài đã truyền dạy, đã đưa ra. Đó là cái phương án thứ nhất, là cái thứ nhất mà Đức Thầy đã đem ra đây trong tam độ nhất như để là độ đời, pháp độ đời, về thuyết pháp độ đời. Song song với cái phương pháp trị bệnh độ đời thì Đức Thầy còn giảng dạy Phật pháp cho mọi người nghe, phiên bá tánh tin sâu luật nhân quả, rồi tránh ác làm lành, niệm Phật và tu hạnh giải thoát, với một cái giọng nói thanh tao lưu loát, lúc trầm lúc bổng, làm cho người nghe say sưa không biết mệt mỏi. Thật là đúng như trong giáo lý Đức Thầy đã chỉ dạy đó, là miệng nhếch môi đầy văn tao nhã, hạ bút thần thơ đã đề khai.
Và ngôn từ đạo hạnh của Ngài tuy giản dị nhưng mà nó lại có một cái sức hấp dẫn quần chúng một cách phi thường, làm cho mọi người khi nghe qua đều xin quy y theo mà tu hành. Rõ ràng đúng như lời miêu tả của Ngài đó, là đờn những câu tỉ mỉ rung hồn cho người lành giả ái bắt nôn cúi đầu trước quy y Phật Pháp. Nơi thuyết giảng của Ngài thường là những cái nơi mà có sân vận động hay là có đình, có chùa, những nơi rộng lớn, bởi vì mỗi lần thuyết giảng của Ngài là có đến 3 hoặc 5 ngàn người, 3 ngàn người, 5 ngàn người. Có những vị bô lão kể lại đó là có những nơi là kể cả là 7 ngàn hoặc 10 ngàn người một cái điểm thuyết giảng nữa đó quý vị. Đặc biệt là lúc bấy giờ Ngài chỉ nói bằng miệng chứ không có loa phóng thanh, không có micro như lúc bấy giờ. Như bây giờ mà nó tuyệt diệu thay là dù cho người đứng gần hay đứng xa đều được nghe một cách rất rõ ràng. Như vậy nếu không phải là phạm âm của Đức Phật thì làm gì nó có được những cái quay thinh quyền diệu như thế. Rõ ràng chúng tôi nghe có một lần cách nay chừng 5 năm, chúng tôi có nghe một vị kể lại đó. Là có một vị bô lão mà đến là nghe Đức Thầy thuyết pháp tại cái diễn đàn ở sân vận động Long Xuyên mình đó quý vị. Như quý vị đã biết cái sân vận động ở Long Xuyên mà lên cho tới đầu cầu quay là nó cách cỡ khoảng 300 mét. Nghĩa là cách nhau cỡ khoảng 300 mét như vậy đó. Mà lúc mà Đức Thầy đang đứng thuyết giảng ở dưới sân vận động mà ông này đang đứng ở trên đầu cầu quay đó. Mà ổng nghe rõ ràng lồng lộng từ tiếng một của thầy thuyết giảng đó quý vị. Rõ ràng nó là một cái phạm âm của Đức Phật mà Đức Thầy cũng đã chỉ dạy trong sấm giảng đó. Là sát trần ta mở quay thinh, đạo màu truyền pháp, thình lình ai hay. Rõ ràng là cái sát phàm của Đức Thầy đã được chư Phật mở một cái quay thinh. Cho nên Ngài có những cái quyền diệu, có được những cái âm thanh để đưa đến tận tai của người nghe một cách đó là tuyệt vời, và với một cái hình thức như là chỉ giảng giải Phật Pháp như thế. Và đến cái phần thứ ba nữa trong cái tam độ nhất như này là viết ra kệ giảng để độ đời, trị bệnh độ đời, thuyết pháp độ đời là hai cái nhu cầu tất yếu của giai đoạn hiện tại, là ở một cái giai đoạn đầu cái công việc quan yếu lâu dài. Vì để rộng độ nhân dân bá tánh chưa có cái cơ duyên đến trực tiếp để nghe Thầy thuyết giảng Phật Pháp, nên Thầy đã hạ bút sáng tác rất nhiều thi thơ giảng kệ để phổ truyền cái chánh Pháp. Ngài dạy rằng, dạy bổn đạo lấy lời đích xác mà không tu là bởi chẳng ưa, chớ nước sâu mà bị gào thưa, dân đông đảo lời truyền chẳng xiết, nên phải tạm mượn cây ngòi viết, đem đạo màu như hạn do mưa, đặng tố trần tâm ý người xưa, chữ thậm thâm trong kinh Phật giáo. Nhận thấy ngôn từ đạo hạnh của Ngài thì rất chân chánh, với những lời lẽ trung hòa từ ái, không có tính mê hoặc lòng người, mà chỉ biểu ý chấn hưng Phật đạo và dẫn dắt quần sanh thoát miền mê khổ. Mỗi khi Ngài muốn viết lên một cái bài kệ hay là một đoạn sấm giảng hay là một bài sấm giảng nào đó, thì Ngài cầm viết, viết một mạch mà không cần phải ngừng nghỉ, không cần phải bôi xóa hay là không cần phải giấy nhát. Thế nên với những cái trí huệ phi phàm đó mà chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà Ngài đã sáng tác ra được 6 quyển sấm giảng thi văn và 6 quyển sấm giảng và 216 bài thi văn. Rõ ràng với một cái đến ngày nay đó là Ngài còn để lại cho ta một cái quyển sấm giảng toàn bộ, tức là 6 quyển sấm giảng là với 216 bài thi văn, với những cái thể loại văn xuôi, văn dần, lục bát hay là song thất lục bát, thất ngôn trường thiên, đường lực, tứ tiệt, vân vân, gần như là muốn đủ hết tất cả những cái thể loại văn thơ. Nhìn về mặt bên ngoài, về mặt văn chương, để cho về mặt là khoa học, để cho chúng ta thấy rõ đó, thì đây cho chúng ta hôm nay quả là một cái án văn tuyệt tác. Nói về mặt đời, về mặt văn chương thì Ngài đã để lại một cái án văn tuyệt tác ở trong đời để cho chúng ta nghiên cứu về cái lĩnh vực khoa học văn hóa. Còn nói về vấn đề đạo đức thì nó có một cái giá trị rất sâu rộng, nó có một cái giá trị rất lớn lao, bởi vì nó hàm tàng
nó chứa đựng những cái ý nghĩa thẩm thâm màu nhiệm của Phật Pháp. Chúng ta có thể nói một cách gọn cho dễ nghe hơn là nó hàm chứa cả những cái tinh hoa của Tam giáo quy nguyên, và nó bảo tồn được và bảo tồn và phát huy được cái nền văn hóa của dân tộc, và nó hàm chứa được những cái đặc thù siêu việt trong cái giáo pháp học Phật tu nhân này mà Đức Thầy đã đem ra chỉ dạy cho chúng ta. Và Ngài đó cũng chỉ cho chúng ta thấy được đó là lục trong các luật các kinh, tùy lòng không ép làm in giảng này, hay là ta ra sức viết câu quyền bí, chúng sân sanh ơi ráng kiếm ráng tầm. Bởi vì từ sấm kinh cho đến thi thơ, trong chốn ấy nhiều nơi trọng yếu. Tóm lại, nghĩa là những gì cần phải nói mà Đức Thích Ca Mâu Ni xưa kia đã nói, thì ngày nay Đức Thầy kính yêu của chúng ta đã tùy theo phong hóa dân sanh phù hợp mà đem truyền đạt lại một cách rất rõ ràng, giản dị, dễ hiểu, dễ nghe, không phải bằng tiếng Phạn, tiếng Hoa, mà là bằng tiếng mẹ thân yêu, từ cách ăn ở, tu hiền, cúng lại, niệm Phật của một người cư sĩ, cho đến việc minh giải tứ diệu đề, nhiếp hóa phép tu thiền tịnh, bàn tứ ân, giảng tam nghiệp, luận bát chánh, vân vân. Vì thế cho nên với ba phương pháp độ đời này của Ngài, nó đã mau chóng ăn sâu vào tiềm thức trong lành của quần chúng, và Ngài đã được quần chúng hưởng ứng một cách rất mãnh liệt. Bởi lẽ, học hiểu theo giáo lý đó của Ngài, nó vừa giúp cho người ta ung đúc được cái tinh thần của dân tộc, nó vừa giúp cho người ta tiếp cận được cái giáo lý từ bi của Phật Đà. Rõ ràng là non sông rạng ngọc chói ngời, mảnh gương Phật đạo soi đời cổ kim. Đó là cái phần là sự nghiệp của Đức Thầy đã để lại cho chúng ta toàn bộ sám giảng thi văn giáo lý mà vừa qua trong cái tam độ nhất như Ngài đã dùng để mà quyền độ cho chúng sanh trong cái bộ thời hạ nguyên mạt pháp này. Đó là cái cũng là phần thứ hai của đề tài. Bây giờ tới cái phần thứ ba của đề tài, tức là bước trung chuyên của Ngài. Kính thưa quý vị, chúng ta có thể thấy được rằng Ngài quả là một vị cổ Phật lâm phàm, quả là một cái bậc sanh nhi tri ở trong đời. Bởi vì với hai bàn tay trắng thôi mà Ngài đã đốt lại trọn vẹn được cái ngọn lửa thiên trao truyền từ lục tổ Huệ Năng. Nghĩa là từ ngàn xưa Phật Pháp đã gài then nên ít kẻ tu hành đắc đạo, thì ngày nay Ngài khai lại ngọn đuốc từ bi chí thiện để tìm con lành nhắc lại, dắt lại Phật đường. Thì rõ ràng chính Ngài đã có một cái sức mạnh, Ngài đã có một cái trí huệ phi phàm để tự mình đốt lại cái ngọn lửa trao truyền từ Đức Lục Tổ Huệ Năng. Cũng như thế, trong một thời gian ngắn chưa tròn một năm mà Ngài đã có hàng triệu tín đồ quy y theo Ngài để sửa tánh răng lòng, gần lành xa ác và biết niệm Phật. Cũng với cái ảnh hưởng lớn lao đó mà làm cho người Pháp lo sợ trước cái uy tín của Ngài, nên họ tìm đủ mọi cách để kìm hãm sự phát triển của Đạo Phật Giáo Hòa Hảo, bởi chúng nhận định rằng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo ở bên ngoài quy tụ quần chúng để tín ngưỡng tu hành, chứ còn bên trong thì luôn luôn chủ trương chống Pháp. Cho nên lúc bấy giờ, để làm suy yếu cái đám quần chúng này thì không gì bằng phải dời Đức Huỳnh Giáo Chủ ra khỏi thánh địa. Rõ ràng họ quyết định và họ sẽ thi hành. Thế nên vào ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn 1940, nhà cầm quyền Pháp đến tổ đình bắt buộc Ngài phải theo họ về Châu Đốc, và chỉ được mang theo một tấm giấy thế thân mà thôi, với một hình thức là với lĩnh cấp thấp như vậy. Cho nên Đức Thầy là buộc lòng phải theo họ về Châu Đốc. Nghĩa là mọi tín đồ có mặt lúc bấy giờ chỉ nhìn theo mà đau xót. Đức Thầy đã miêu tả đó, xe rồ xăng dục chạy bãi bương đến phức dạng tình thương náo nức. Và ở Châu Đốc 2 giờ đồng hồ làm thủ tục xong thì chúng đã đưa Đức Thầy xuống sở mật thám xe đét. Đến đây sau 3 ngày sau, tức là vào ngày 15 tháng 4 năm Canh Thìn, thì Cò Ba Xe đến tiếp cận với Đức Thầy rồi đưa ra mấy quyển giáo lý và hỏi phải tác giả của ông không. Như là lúc bấy giờ Đức Thầy là viết được là 4 quyển giáo lý, và mỗi quyển nó rời nhau quý vị, nó chưa có in thành tập như lúc bấy giờ, mỗi quyển rời nhau, cho nên Cò Ba Xe mới cầm một quyển đưa lên và hỏi phải tác giả của ông không. Sau khi xem xong thì Đức Thầy xác nhận chính tay tôi viết.
Và còn ngờ vực Cò Bà Xe mới là không biết phải là của Đức Thầy viết hay không. Điều thứ nhất là Ngài là một cái người học chỉ cấp tiểu học. Điều thứ hai là Ngài ở trong một cái vùng là dân quê dốt như thế. Và điều thứ ba là sau khi rời khỏi Ngài ra Tổ Đình rồi, là với một cái vị thanh niên mới 19, 20 tuổi như thế này, có Ngài còn có đủ cái tinh thần để viết ra cái kệ giảng được nữa hay không. Thì lúc bấy giờ Cò Bà Xe mới nói, nếu thật chính tay ông viết thì ông thử viết một đoạn cho tôi xem sao. Thì liền đó Đức Thầy mới cầm bút viết một mạch mà không dấp không ngưng trước mặt các nhà cầm quyền Pháp và một số đông quần chúng, với lời văn lưu loát ngọt ngào, ý tứ từ bi phong phú. Nội dung Đức Thầy cho biết Ngài chấp nhận mọi gian nan khổ sở là vì chúng sinh, vì mong cho đời sớm thức tỉnh tu hành. Đó là bài Sa Đéc dài 172 câu với lối văn thất ngôn trường thiên, khởi đầu bằng câu nhìn cuộc thế bộn bề sớm dậy và chấm dứt bởi câu thôi giả thế ước mong đời thạnh. Tóm lại, nội dung bài này thì Ngài nói lên ý chí của mình và không nao lòng, không nản chí trước mọi cái nghịch cảnh khó khăn. Tức là muốn lập đạo có câu thành bại sự tuân chuyên của khách thiền môn. Nghe xong thì Cò Bà Xe rất thán phục và cho rằng quả là một bậc thiên tài xuất chúng. Cho nên vào 3 ngày sau, lúc bấy giờ họ thấy là Đức Thầy là một bậc chân tu, tức là không phải là như gian đạo sĩ như tiếng đồn. Cho nên lúc bấy giờ là họ cũng cũng hơi thả lỏng cho thầy. Cho nên ngày 18 tháng 4 năm Canh Thìn, họ dời Đức Thầy về nhà ông Hương Bộ Thạnh ở rạch So Đũa, Kinh Sáng Sà No ở Cần Thơ. Ở đây Đức Thầy sáng tác được 17 bài thi văn. Bài là đầu tiên mà Ngài viết ở đây, tức là bài là Đến Làng Nhân Nghĩa, kể ngày kể từ 18 tháng 4 Canh Thìn lưu chữ thiện từ tới đây, cho làng nhân nghĩa biết thầy đem truyền mối đạo thang mây chỉ chừng. Rõ ràng ở nơi đây những người tìm đến Đức Thầy để trị bệnh và quy y tu hành càng lúc càng đông, ghe xuồng chật cứng cả dòng sông. Điều này làm cho người Pháp không yên tâm, nên họ diễn cớ là Đức Thầy bị bệnh điên nữa đó quý vị. Ở đây á, là nếu ai đó có một cái dịp mà về cái làng Nhân Nghĩa ở cái rạch là Sà No này, rồi quý vị mới thấy 9 giờ phút đó, là cách đây chừng 7 năm bản thân của chúng tôi có cái dịp trở về đó đó, nghĩa là nơi một cái ở cái con lộ tắt đi vào trong 8.000 đó quý vị. Cho nên đó là từ ở ngoài dàm, ở ngoài mà chúng ta phải đi bộ vô đó với một cái rạch rõ ràng là dàm kinh ong bổn eo co khúc đường, với một cái chỗ là hết sức là hoang du thanh vắng, có nhiều người tín đồ ở trên dùng thánh địa của mình về đến đó rồi khóc nức nở, nghĩa là thương thầy lúc đó mới có 19 tuổi mà bị chia cách gia đình, chia cách người thân, rồi chia cách bổn đạo, rồi đem về đến một cái nơi hẻo lánh như thế. Nếu là cái người phàm phu tục tử như mình với như cái tâm trạng này đó hen, là mình khó mà đứng yên lắm, nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng sầu não chứ có đâu mà làm đạo hả quý vị. Cho nên nó là lúc bấy giờ là ở nơi đây mỗi ngày là tín đồ trở về đây tràn ngập đông y như ở trên Tổ Đình lúc thầy làm đạo ở Tổ Đình. Cho nên người Pháp càng lo sợ thêm nữa, họ không biết rồi là phải ngăn chặn bằng cách nào, không biết rồi phải ngăn chặn cái dòng là tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo như thế nào đây. Cho nên họ diễn cớ là Đức Thầy bị điên, rồi lập kế hoạch đưa Ngài ra nhà thương chợ chợ quán để mà trị bệnh. Tổng cộng thời gian mà Đức Thầy ở tại nhà ông Hương Bộ Thạnh ở đó là 70 ngày đó quý vị. Phải không? 70 ngày. Đặc biệt sau khi mà ở tại nhà ông Hương Bộ Thạnh đó, có một cái nghiên cứu trong cái lịch sử này chúng tôi rất động lòng một điều quý vị. Nghĩa là có một ngày mà tôi nhớ mãi không quên đó, là cái ngày 29 tháng 6 năm Canh Thìn. Tức là lúc bấy giờ họ là đưa Đức Thầy ra ngoài là chợ từ nhà ông Hương Bộ Thạnh mà ra tới Cần Thơ cũng xa lắm quý vị. Nhưng mà lúc bấy giờ Đức Thầy đi với ông Lâm Thơ Cưu, tức là đi bộ không à chứ không có xe gì trơn, đi bộ rồi trình giấy tờ lòng vòng hết cái ty này đến sở nọ từ sáng đến chiều tối mới xong. Lúc này trời mưa rất lớn, nghĩa là thầy trò thì ướt hết, nghĩa là ướt lạnh hết trơn.
Đó là cho nên phần thì tới gần tới chiều tối rồi, thầy trò bị đói bụng nữa, cho nên đó là Đức Thầy với ông Lâm Thư Cưu mới đi ghé vào một cái chợ nhỏ, đi vòng quanh ở sau chợ đó coi có ai còn bán cái gì không, để rồi thầy trò đỡ lòng trong cái cơn đói khát này. Thì sau đó bước ra ngoài rồi thì chợ đều quanh vắng, tất cả những cái sạp mà người ta bán rồi người ta về hết đó. Trời mưa người ta về hết, ta bỏ lại mấy cái sạp đó. Cho nên hai thầy trò đến đó rồi đó, thì Đức Thầy lúc bấy giờ trời mưa cũng tạnh lại, ông Đức Thầy mới cởi áo đưa cho ông Lâm Thư Cưu, nhờ ông Lâm Thư Cưu dắt khô giùm để rồi thầy mặc lại. Lúc thầy cởi áo ra thì ông Lâm Thư Cưu nhìn thấy Đức Thầy dùng mình rồi nổi ốc, tức là lạnh đó. Đức Thầy lạnh dùng mình rồi nổi ốc hết. Ông Lâm Thư Cưu nhìn thấy Đức Thầy lúc bấy giờ ông cầm không được, cho nên ông khóc nức nở, và trong lòng ông thầm nghĩ rằng Đức Thầy của mình có tội tình gì đâu mà phải là xa quê hương, xa người thân, rồi giờ còn phải chịu cái cảnh đói rồi cái cảnh lạnh như vậy, ôi quá đỗi thương tâm. Tức là ông buồn, ông khóc một cách nức nở trước mặt thầy. Và Đức Thầy nhìn ông Lâm Thư Cưu mà bảo rằng phải biết tùy thời tùy cảnh, với cảnh ngộ nào cũng có thể làm cho mình vui sống được nếu mình biết tìm ra cái ý nghĩa của nó. Thật là lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thuyền giáp rước đưa sanh chúng. Với một cái tâm sự như thế, rồi sau khi trình giấy tờ và làm cái thủ tục xong trong 5 ngày, 5 ngày ở Cần Thơ cho đến ngày 4 tháng 7 năm Canh Thìn, thì là lúc bấy giờ nhà cầm quyền Pháp mới kết luận hồ sơ lại và đề nghị đưa thầy lên nhà thương Chợ Quán ở Sài Gòn. Đến đây là ở nơi đây là 10 tháng lẻ 7 ngày, Đức Thầy sáng tác được 20 bài thi văn, và ở nơi đây ngài thu phục được rất nhiều tín đồ thuộc về cái thành phần trí thức danh gia vọng tộc, thì gồm có y sĩ, bác sĩ trong và ngoài bệnh viện đến quy y với ngài. Rõ ràng là ở đâu đến đâu rồi ngài cũng có được những cái tín đồ đã có một cái duyên lành sẵn với ngài, và ngài đã thu phục một cách rất mau chóng. Ngài đã cho biết là nhân dân bá tánh cũng con lành, thầy dạy cho điều khắp chúng sanh, may mắn vận thời đưa ta đến tiền khiên dẹp dẹp gác kiếm con lành. Ở nơi nhà thương Chợ Quán này nó có một cái điểm đặc biệt liên quan đến vấn đề là trị bệnh của Đức Thầy. Ở nơi đây chúng ta cũng đủ thấy, nghĩa là người Pháp họ rất tàn bạo, họ tìm bằng mọi cách để là tiêu diệt Đức Thầy, trong khi thấy thầy mỗi ngày là ngày có một cái phần đông của tín đồ, tức là được quần chúng ủng hộ một cách mãnh liệt như thế. Cho nên nó là sau khi đưa ra nhà thương Chợ Quán rồi đó, thì là họ nói thầy bệnh điên. Cho nên lần đầu tiên á, cái ông y sĩ Trần Văn Tâm này đó, ông y sĩ Trần Văn Tâm này là ổng là trưởng khoa của một cái khoa tâm thần ở trong cái bệnh viện Chợ Quán lúc đó. Cho nên nó là lần đầu tiên mà khi là gặp mặt Đức Thầy rồi á, thì ông tưởng đó Đức Thầy là người điên thật. Cho nên ông mới hỏi cái câu đầu tiên đó là ở ngoài đó, là ông xé hết bao nhiêu tấm giấy thế thân của người ta rồi và quậy phá cho đã rồi ha. Cho nên nó là mới đến đây, tức là ông tưởng đó là thầy điên rồi, đó là quậy phá ở ngoài đời chứ lắm. Cho nên nó là họ mới đưa thầy vô trong một cái buồng bệnh. Kính thưa quý vị, tôi có một cái dịp mai là vào năm 1978, 79, 80, 81, vào 4 năm này đó, dường như giữa tôi với ông giáo khương đó. Ông giáo khương là cái người mà trực tiếp theo thầy suốt trong cái khoảng mà Đức Thầy là dân du ở miền Đông, ở Sài Gòn rồi ra miền Đông. Thì lúc bấy giờ tôi có gặp ông giáo khương dường như trong trễ lắm thì cũng 3 4 ngày tôi gặp một lần, 3 4 ngày tôi gặp ông giáo khương một lần, là và đã có hàng trăm lần trò chuyện. Nhất là chúng tôi rất thích khai thác những cái mẫu chuyện bên thầy mà do ông giáo thương khương kể ra.
Cho nên trong đó nó có một cái mẩu chuyện ở tại nhà Thương Chợ Quán, chúng tôi cũng xin kể hầu với quý vị về vấn đề mà Đức Thầy uống nước axit. Rõ ràng là lúc bấy giờ có một cái vị quan ba, theo như lời giáo Khương kể thì sao như xem kỹ ở trong mẩu chuyện bên thầy, chúng tôi thấy gần như nó có một cái gì đó mà không có trùng hợp lắm, nhưng mà chúng tôi chỉ kể ra ở đây theo cái nghe của mình chính xác từ miệng của ông giáo Khương. Thì lúc bấy giờ có một vị quan ba Pháp, bây giờ họ dùng bằng chén chứ không phải bằng ly, tức là một cái chén nước axit để là đưa cho ông y sĩ Trần Văn Tâm và buộc phải cho thầy uống. Thì ông y sĩ Trần Văn Tâm bất ngờ, ông này lúc bấy giờ ông chưa hiểu cái gì hết, sau khi là người Pháp họ bắt buộc quá, nghĩa là họ nghiêm nhặt quá, cho nên là ông y sĩ Trần Văn Tâm mới bưng cái chén nước axit vô đứng trước mặt thầy, và ông là luôn luôn bao giờ cũng có một cái vẻ là nức nở thương tâm, không có nở là đưa cho Đức Thầy uống. Nhưng Đức Thầy là cái này là tự nguyện, Đức Thầy biểu ông đưa đây cho tôi, nghĩa là họ biểu là ông đưa tôi uống để trị bệnh thì ông đưa đây tôi uống. Nghĩa là ông Đức Thầy mới đứng dậy và cầm cái chén axit từ tay của ông y sĩ Trần Văn Tâm, và thầy uống hết chén nước axit. Sau khi uống xong rồi thầy leo lên giường là đắp mền lại ngủ. Thì ông y sĩ Trần Văn Tâm về nhà quý vị, nghĩa là ông về ông buồn thảm một cách vô cùng, và trắng đêm đó ông không có ngủ nghê gì được trơn, ông lo sợ. Và cái giường bệnh của thầy là đâu phải ai muốn vô ra được đâu, tức là phải khóa, nó có một cái sợi dây lòi tói khóa cái cửa phòng bệnh của thầy lại, và chìa khóa đó là ông y sĩ Trần Văn Tâm giữ cho không ai vô được hết. Cho nên lúc bấy giờ là ông sáng sớm ngày hôm sau ông mới chạy riết lại bệnh viện để vô coi coi cái cảnh mà ông Tư Hòa Hảo này ông chết như thế nào. Chết một cách rất là đau xót, là tan nát thi thể chứ không phải vừa. Do vậy cho nên sau khi ông mở cửa ra thì vừa mở cửa bước vô thì Đức Thầy dở cái mền ra. Dường như lúc này Đức Thầy cũng đắp mền, gặp ông tới Đức Thầy đắp mền lại hay sao. Đức Thầy dở mền ra, thầy mới cười, nói cảm ơn ông bác sĩ à, nhờ ông cho tôi uống một cái chén thuốc mà đêm nay tôi hết bệnh hoàn toàn, tôi thấy trong người hết sức khỏe khoắn. Nghĩa là ông y sĩ Trần Văn Tâm lúc này gần như ông đang bị chết đứng à, ông không biết là phải nói làm sao, nghĩa là với một cái người phàm phu mà chịu nổi một cái chén nước axit như thế này. Nghĩa là cho nên nó là chiều lại, ông trưa lại ông mới chạy về nhà, ông mới đem cái chuyện đó mới kể lại cho vợ ông nghe. Mà thật ra là vợ của ông y sĩ Trần Văn Tâm thì bị bệnh cảm bán thân, lúc bấy giờ gọi là bệnh là tai biến đó quý vị. Cảm bán thân tức là liệt hết nửa thân người, bà nằm một chỗ là gần 3 năm, nghĩa là nằm trọn vẹn gần 3 năm như vậy, nghĩa là không có cục cửa, không có cửa quậy gì được hết, chỉ nằm chờ chết mà thôi. Thì lúc bấy giờ ông Tâm về mới tâm sự lại cho vợ nghe. Thì bà vợ sau khi nghe xong cái mẩu chuyện đó rồi thì bà mới nói một câu: cái ông này như vậy thì không phải là người phàm, chắc có lẽ là Phật Thánh Tiên gì đó. Tại sao ông không gặp ổng mà ông không xin thuốc cho tôi? Mai ra là nếu gặp Phật Thánh Tiên thì tôi sẽ hết bệnh. Ông y sĩ Trần Văn Tâm lúc bấy giờ ổng mới sực tỉnh lại là bà vợ nói có lý. Cho nên ông mới chạy riết vào trong nhà Thương Chợ Quán. Và ông mới trình hết những sự việc đó, là ở nhà tôi có một người vợ và bị bệnh cảm bán thân như vậy vậy đó, nhờ Đức Thầy là chỉ dạy cho con cái phương thuốc nào, nhờ ông Tư, chứ lúc đó chưa có Đức Thầy nữa, nhờ ông Tư chỉ dạy cho con cái phương thuốc nào mà về để rồi là cho vợ con uống mà mau hết bệnh. Thì Đức Thầy nhìn ông y sĩ Trần Văn Tâm, thầy nói ngày hôm qua đó ông cho tôi uống cái thứ gì thì ngày hôm nay ông về lấy cái đó đó cho vợ ông uống thì sẽ hết bệnh. Lúc bấy giờ ông y sĩ Trần Văn Tâm ổng mới tưởng đâu là Đức Thầy nói sóc đầu, Đức Thầy nói giận lẫy ổng, cho nên ổng mới quỳ xuống nói: dạ thưa ông Tư,
đó là tại vì người Pháp họ sai tôi, chứ còn tôi đâu có nỡ lòng nào mà giết hại ông như vậy. Đó không phải, hoàn toàn tôi xin thề với ông là không phải cái chuyện của tôi làm, mà đó là tại vì người Pháp họ xin tôi. Lúc bấy giờ Đức Thầy mới nhìn ông Tâm mà nghiêm mặt lại, Đức Thầy nói tôi nói thiệt với ông đó, chứ không phải là tôi có cái ý giận hờn ông đâu. Ông về đem cái nước đó cho vợ ông uống đi rồi sẽ hết bệnh. Thì ông y sĩ Trần Quan Tâm ông mới chạy về nhà, ông mới kể hết cái chuyện đầu đuôi lại cho vợ ông nghe. Sau khi nghe xong rồi thì bà quyết định uống. Bà nói Phật Thánh Tiên không bao giờ người ta nói đùa, nói chơi hay là nói là hờn giận mình đâu. Hơn nữa mình đâu có cái ý giết ổng. Do vậy cho nên bây giờ ông là kiếm nước axit đi rồi rót cho tôi một ly, rồi tôi uống thử coi xem sao. Và lúc bấy giờ là ông Tâm mới là đi mua nước axit về, mới là rót vào trong cái ly á, nhưng mà rót là nửa ly thôi. Rót nửa ly rồi rót nước lạnh vô cho nó giảm bớt lại. Chứ còn để nguyên chất như vậy là ông sợ không biết vợ ông uống vô rồi sao đây, cho nên ông mới rót ra nửa ly rồi rồi thêm nước vô cho đầy ly rồi đưa cho bà uống. Và lúc bấy giờ bà thành tâm khấn nguyện chư Phật, chư Thầy. Nếu ông Tư Hoàn Hảo là một vị thần tiên gì đó xuất xuất thế thì ông độ cho con uống cái ly nước này vô được hết bệnh. Và sau khi uống vô rồi thì ông Tâm đứng một bên đó thì ông theo ông hỏi hoài vậy đó, ông nghe là ông rình ông giữ coi vợ ông sao uống cái này làm sao ông sống nổi. Nhưng mà lần lần từ từ trong một lát được cái bà mới nói với ông. Ông hỏi gì chứ bà có sao không bà? Ông nói tôi không có sao mà cảm thấy trong lòng dường như khỏe lên. Bà trả lời nghĩa là tôi không có sao mà trong 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 người thấy khỏe hơn nhiều lắm. Và rõ ràng là chỉ ngày hôm sau là bà đã hết bệnh hết 90% đó quý vị. Theo lời ông giáo Khương kể là hết bệnh 90%. Ông y sĩ Trần Văn Tâm quá mừng mới chạy vô trong bệnh viện, mới là chạy vô ổng mới trình với thầy. Dạ bạch thầy, là bạch với ông Tư là ngày hôm qua là nghe lời ông về con cho vợ con uống cái nước đó vô thì bây giờ vợ con đã hết bệnh, là con quá mừng, dạ, xin chân thành cảm ơn ông. Dạ ông quỳ lại Đức Thầy tại trong cái bệnh viện. Lúc bây giờ Đức Thầy nhìn ông Tâm mà nói tại ông chưa có tin tôi. Nếu ông tin tôi hẳn ông để cho nó nguyên chất thì vợ ông hết bệnh rồi. Tại vì ông pha loãng nó lại đó cho nên bà chưa có hết bệnh, chỉ hết 90% thôi. Vậy ông về tiếp tục cho bà uống thêm một lần nữa đi, rồi sẽ được hết bệnh. Rõ ràng là ông Tâm về cho bà uống thêm một lần nữa và là cơn bệnh tại trong cái buồng bệnh trong nhà thương chợ quán để quy y với thầy. Và đây là hai cái vị đệ tử đầu tiên mà Đức Thầy đã thâu nạp ở tại Sài Gòn đó là. Do vậy cho nên là chúng ta thấy rõ ràng nếu là không phải là Phật thì không còn ai mà chịu nổi, cho nên là chúng ta phải tin tưởng hoàn toàn Đức Thầy của chúng ta là một vị cổ Phật lâm phàm để là xuống trong cái cõi đời hạ nguyên này, trong cái buổi hạ nguyên hoặc pháp này mà dẫn dắt quần sanh nghĩa là thoát miệng mê khổ. Rồi tiếp tục nữa là lúc này họ nhận thấy là sau khi Đức Thầy là trị bệnh xong rồi, ông thu phục được vợ chồng của ông y sĩ Tâm rồi thì có rất nhiều người ở Sài Gòn đến nghe đạo, vấn đạo và quy y theo thầy tu hành. Cho nên người Pháp họ mới nhận định một cách rõ ràng lại thì họ thấy rằng Đức Thầy không phải bệnh thần kinh như ở Cần Thơ chuyển lên, và ngài cũng không có một cái tội gì về chánh trị, cho nên họ không có bắt buộc ngài được cái gì hết, không bằng không cớ để mà buộc tội ngài. Cho nên đến ngày 11 tháng 5 năm Tân Tỵ 1941 á, thì nhà cầm quyền Pháp họ đưa ngài đến Bót Katina để điều tra kỹ lưỡng trước khi quyết định mới. Quý vị biết cái Bót Katina tức là một cái khung mà nó làm bằng sắt, nó giống như cái lồng vậy đó quý vị, nó làm bằng sắt. Mà thường thường cái Bót này là để ở ngoài trời, nó làm bằng sắt mà ở vô trong đó nó bịt không khí. Bốn cửa nó đóng lại như cái phòng tắm vậy đó, nó bịt không khí mà ở trên trời thì nắng xuống. Có nghĩa là vô đây Đức Thầy phải ở 8 ngày trong cái Bót này để họ điều tra kỹ lưỡng trước khi họ quyết định đưa Đức Thầy là đi một cái nơi mới và phải làm sao.
Cho nên đó là sau khi 8 ngày mà là Đức Thầy mà ra khỏi cái bót Katina này rồi đó, thì có nhiều người tín đồ cho biết đó, nhìn Đức Thầy là còn phải xuống sức một cách, thấy Thầy vàng giọa và yếu ớt rất nhiều, với một cái cảnh hết sức đau lòng khổ cực mà người Pháp họ hành hạ Đức Thầy. Thế rồi là đến ngày 19 tháng 5, tức là 8 ngày sau đó, ngày 19 tháng 5 năm Tân Tỵ 1941, Pháp quyết định đưa Đức Thầy về Bạc Liêu, tức là xuống Bạc Liêu ở tại nhà ông Ký Giỏi, là ông Võ Văn Giỏi, cựu thư ký Soái phủ Nam Kỳ. Ở nơi đây Đức Thầy phải chấp hành ba điều kiện: một là không được thuyết pháp, hai là không được trị bệnh, ba là mỗi sáng thứ hai đều phải đi trình báo với nhà cầm quyền ở tỉnh Bạc Liêu. Mà Đức Thầy đã từng than ở trong này chúng ta có nghe đó, rất nhiều bài: thứ hai bừng sáng mưa tầm tã, lính đứng ngoài đường dục giả ông, kiếp khách trần gian vay lắm nợ, để đền trọn nghĩa với non sông, việc chi mà phải đi trình báo, mỗi tháng bốn kỳ nhọc cẳng ông, đợi máy quyền cơ xây đến mức, tính xong cuộc thế lại non bồng. Người cười người nhạo bảo ông điên, ông chẳng giận ai cũng chẳng phiền, chỉ tiếc trần gian đùa quá dội, chưa tường điên tục hay điên tiên. Ở nơi đây họ cấm tất cả các tín đồ không ai được đến thăm thầy, tín đồ chỉ đứng ở ngoài, nghĩa là lâu lâu vậy đó có một vài người đứng ở bên ngoài lén nhìn vào mà khóc nức nở trước những cái hoàn cảnh đó, trước những cái hoàn cảnh đau thương như vậy đó. Chúng tôi có dịp về Bạc Liêu rất nhiều lần và rất nhiều lần cũng lại đứng xem cái căn nhà mà của ông Ký Giỏi ở Bạc Liêu đó quý vị. Ngay không biết hồi xưa làm sao nhưng mà ngay lúc bấy giờ thì căn nhà này nằm ở tại thành phố Bạc Liêu, tức là từ ở ngoài lộ mà vô tới trong cái nhà đó thì không có xa lắm, chắc cũng cả chừng 10 mét vậy à, qua cách qua cái hàng rào bên trong đó. Từ mặt đất mà lên tới ở trên cái nhà này cất theo cái kiểu cổ kính lắm, nghĩa là kiểu xưa, và trên từ mặt đất lên cỡ chừng khoảng 3 mét đó, thì nó có một cái cửa sổ, cái cửa sổ bề ngang chừng 1,2 m, chiều cao chừng 1,6 m, 1,6 m, 1,8 m gì đó, cái cửa sổ đó đó. Nghĩa là chúng tôi thấy đó là rõ ràng là ngày xưa các cái vị là bô lão, các cái vị là ông bà của mình kể lại đó, có những người đến giái nguyện làm sao cho con được gặp thầy đó, thì khi đến đứng ở ngoài đường rồi thì Đức Thầy ở bên trong bật đèn sáng lên rồi đi qua đi lại cái cửa sổ đó đó quý vị. Cái cửa sổ đó nó làm bằng sông, sông bằng cây, nghĩa là những cái sông xuôi xuống rồi dài cái sông ngang, và sông đó chừng bằng nửa cầm tay của mình vậy đó. Nghĩa là tiều phu thấy một cách rõ ràng và nhìn kỹ cái cửa sổ bị gì đó là thấy rằng rất nhiều tín đồ đến thăm thầy chỉ nhìn lén qua cái cửa sổ đó, trong lịch sử mình nhìn thấy đó. Cho nên đó là Đức Thầy cũng có viết nhiều cái đoạn đó, nên là gặp lúc truân chuyên lắm buộc ràng, cảm tình đồng đạo tiếng riêng than, tạm ngưng lý lẽ trong đôi bữa, xin chớ ưu phiền cuộc dở dang. Hay là vì nghĩ cuộc đời lương tâm càng cố gắng, lòng ta sao rối rắm cuộc tầm tơ, vì đâu nên nổi hận hờ với người tha thiết đang chờ ngoài sông, tức là ngoài cái sông cửa đó đó quý vị. Biết bao nhiêu tín đồ đang thiết tha chờ đợi ngoài cái sông cửa, biết bao nhiêu cái nhiệm vụ còn dở dang chưa làm được, mà ngài ở bên trong cái sông cửa để đứng nhìn, nghĩa là cái lòng dạ nó ngổn ngang đau xót. Và thời gian Đức Thầy ở Bạc Liêu này thì được 485 ngày, ngài sáng tác được 40 bài thi văn, đặc biệt là tất cả những cái bài văn xuôi đó gồm có 7 bài pháp luận đó, trong này đó quý vị: tập nhị nhân duyên, lời phiên bổn đạo, tu thân sử kỷ. Và ở nơi đây ngài cũng diễn nêm những cái câu chú thường niệm, những câu chú thường niệm. Và cũng ở tại nơi đây ngài đã nhận thêm những cái tín đồ mới như ông Ký Giỏi, ông Dật Sĩ, ông Trung Bá Khánh, ông Hội Đồng Điều, vân vân, rất nhiều những cái tín đồ tri thiện trí thức là từ trong nước ngoài nước đều đi quy y với ngài tại nơi đây. Và trong lúc là Đức Thầy bị an trí tại Bạc Liêu thì quân đội Nhật có mặt khắp Đông Dương với cái thế lực rất mạnh, làm cho chính quyền Pháp phải suy yếu. Và lúc bấy giờ Nhật bắt đầu chú ý tới cái
tới Đức Thầy và với một cái khối quần chúng lớn lao của Ngài. Ý định của Nhật á, thì họ muốn giành là Đức Thầy ra khỏi cái nanh vuốt của người Pháp, cho nên họ luôn luôn lúc nào cũng muốn đắc nhân tâm với cái khối tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Phía người Pháp thì họ cũng hiểu rõ cái mưu đồ của Nhật, giờ đây họ mới xét lại, phải không? Họ mới tính, họ thấy rõ ràng lại là trong cái thời gian mà lưu cư Đức Thầy khắp nơi á, là trong mấy năm qua là từ á, là Sa Đéc rồi đến Cần Thơ rồi Sài Gòn rồi Bạc Liêu, vô tình là giúp giúp thêm cho Đức Thầy có một cái cơ hội để mà truyền đạo thôi, chứ không có ích lợi gì hết. Cho đến giờ này người Pháp họ mới biết ra là cái làm của họ là vô ích. Và Đức Thầy cũng cho biết là ta còn thương thương trò liệu điệu, chứ cũng mừng được dịp phổ thông. Và càng đi càng biết nhiều nơi, càng đem chân lý tuyệt vời phổ thông. Do vậy cho nên lần này người Pháp là họ quyết định họ biệt cư Đức Thầy qua Lào, tức là qua Ai Lao đó. Cho nên nó là không có còn là để vòng vòng ở trong nước này để cho ông này đi mở đạo thôi, chứ hoàn toàn không có ích lợi gì hết. Cho nên họ quyết đưa đưa thầy biệt cư luôn, tức là ra khỏi cái người Việt Nam luôn, khỏi đất nước Việt Nam luôn, coi ông mở đạo sao đây. Nhân lúc ông Biện Hùm ở làng Phú An đến thăm thầy, lúc bấy giờ ông đến thăm Đức Thầy, và Đức Thầy đã hé lộ chuyện này cho ông biết và dặn ông phải cấp tốc đi về Sài Gòn để cho ông chủ khu hay. Nhân cơ hội người Nhật muốn kết thân với Phật giáo Hòa Hảo đó, sau khi ông chủ khu cũng biết được cái chuyện này rồi thì lúc bấy giờ nghĩa là người tín đồ mà lớn tuổi, người tín đồ có trí thức trong Phật giáo Hòa Hảo mình ai cũng biết là người Nhật hiện giờ họ đang tìm bằng mọi cách để kết thân với mình. Cho nên ông chủ khu mới đến sở hiến binh của Nhật ở Sài Gòn để nhờ người Nhật là can thiệp làm sao để rước Đức Thầy về Sài Gòn. Sau khi nhận được tin này rồi thì sở hiến binh của Nhật họ mới vạch ra một cái kế hoạch, họ cấp tốc là họp rồi vạch ra một kế hoạch là mượn cái xe hơi dân sự và giao trách nhiệm giải cứu Đức Thầy cho thượng sĩ người Nhật tên là Kihika, trong đó có ông chủ khu và tài xế Ba Son. Nghĩa là vào hôm đó, tức là ngày 2 tháng 9 năm Nhâm Ngọ 1942, cả ba người trực chỉ đến Bạc Liêu rước Đức Thầy và đi về Sài Gòn. Sau khi Đức Thầy lên xe rồi thì Đức Thầy mới kêu ông Ký Giỏi dặn rằng ông phải đến báo với cái nhà chức trách sở tại của Pháp đó rằng thầy đã bị người Nhật bắt cóc đi rồi, để tránh họ là đến gia đình rồi làm khó cho ông. Nó ngặt một nỗi là ở Bạc Liêu nó có một cái ngã ba đường về Cà Mau và đường về Bạc Liêu hay là đường về Sài Gòn. Nhưng mà là xe chạy ban đêm mà tài xế không rành đường, cho nên lúc bấy giờ không về Sài Gòn mà xe đó là chạy xuống dưới Cà Mau quý vị. Khi đến Tắc Dân rồi thì xe hư máy ông, xe hư máy cho nên ông là Kihika phải là mượn xe của ông ban trưởng Triều Châu rồi chạy trở lại Sài Gòn. Vì thế cho nên Pháp nó bố trí chặn đường xe, nghĩa là chặn khắp nơi, nhất là ở chỗ ngã ba Trung Lương. Lúc bấy giờ họ chặn được Đức Thầy tại ngã ba Trung Lương và họ sẽ áp giải tất cả mọi người về Sài Gòn. Hay tin này thì Bộ Tham mưu Nhật phản kháng quyết liệt, họ diễn cớ là Đức Thầy có quan hệ với chính phủ Trùng Khánh. Pháp vẫn biết là Nhật diện cớ, nhưng bây giờ họ có một cái sức lực là rất yếu, cho nên họ không thể nào là tranh đấu nổi với người Nhật, cho nên họ đành phải nhượng bộ. Lần này Đức Thầy về Sài Gòn 2 năm 7 tháng tại 115 đường Lê Phêu, nay là Nguyễn Công Trứ, ở nơi đây Ngài sáng tác được 29 đài thi văn. Đặc biệt là dù Nhật nó có công giải cứu Đức Thầy ra khỏi một cái sự trói buộc của người Pháp, nhưng Thầy vẫn luôn luôn cảnh giác và giữ một cái thái độ dè dặt, vì Pháp hay Nhật đều là ngoại bang xâm lược và Ngài đã cho biết, nay chẳng lẽ ngồi coi thắng bại của cọp rồng trên dải đất ta, một mai cọp đã lìa nhà, biết rồng có chịu buông tha chăng cùng. Tính lại từ ngày 12 tháng 4 năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy đã bị nhà cầm quyền Pháp lưu cư rày đây mai đó cho đến trung tuần tháng 4 của năm Ất Dậu, tức là năm 1945, là vừa đủ 5 năm. Đức Thầy cho biết trong cái bài thơ mà gửi về cho bổn đạo đó, thì 5 năm trường xa cách cái chánh sách áp bức tôn giáo gắt gao của người Pháp làm cho tôi không được gần gũi các người,
hầu giải bày tường tận tôn chỉ hành đạo của tôi. Rõ ràng là đúng 5 năm đó quý vị. Sau khi Nhật Đạo Chánh Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945 năm Ất Dậu, rồi Ngài được tự do hoàn toàn. Lúc bấy giờ Đức Thầy của chúng ta đã được tự do hoàn toàn và Thầy đã trở về Tổ Đình thăm Đức Ông, Đức Bà và cùng với tất cả các tín đồ ở tỉnh, các tỉnh miền Tây. Phải không? Là Ngài đã trở về đây, nghĩa là lúc mà Thầy trở về năm 45 về Tổ Đình đó quý vị. Tức là một cái ngày sum họp là vô cùng rực rỡ và có rất nhiều người ở trong vùng lúc đó được gặp mặt Thầy sau là 5 năm ao ước xa cách. Có những người là tôi có một cái người ông là cặp vách nhà lúc bây giờ nè, ông bây giờ ông chết rồi nhưng mà ông kể lúc đó ông có qua đó, lúc mà Đức Thầy từ Sài Gòn về ông có qua vào một cái buổi chiều. Nghĩa là Thầy đi tới đi lui với một cái vẻ hết sức mệt nhọc. Thầy mặt sau khi trời vừa chạng vạng rồi thì Thầy kêu là tín đồ là đốt đèn ban sông lên. Đốt 2-3 cái đèn ban sông lên. Lúc đó đèn ban sông bơm bằng dầu đó. Rồi đốt lên là cho nhiều. Thầy kêu đốt đèn lên đi. Đặng một chút nữa Thầy là đón tiếp tín đồ. Xong rồi đàng hoàng Thầy leo lên bụng ngựa nằm đó với một cái vẻ hết sức mệt mỏi nghỉ ngơi chừng 10 phút thôi. Tức là bật ngầu dậy, Thầy bật ngầu dậy và hai người cầm đèn ban sông hai bên, Thầy đi chính giữa, đi dài lên tới chùa An Hòa Tự, dài lên, dài xuống chợ Mỹ Lương đó quý vị. Đi tới đâu thì Đức Thầy giơ tay để chào đón tín đồ, hàng ngàn người lúc bấy giờ đang đón Thầy trở về Tổ Đình. Và cũng chính những cái giờ phút này thì đất nước Việt Nam của chúng ta nói về cái nền nông nghiệp thì đang bị khủng hoảng lớn lao, nạn đói thì lan tràn cả thế giới, chiến tranh thứ hai thì bùng nổ rất ác liệt. Theo thống kê cả nước nó gần 2 triệu người chết và chết đói đó quý vị. Đức Thầy cũng cho biết hỡi đồng bào, thần chết đã tràn vào Trung Bắc, ngày lại ngày siết chặt giống nòi, lật qua các báo mà coi, thấy con số chết xem mòi kinh nguy. Cũng tại vì Tây Di bài kế phá hoại nền kinh tế nước ta, làm cho điên đảo Sơn Hà, làm cho điêu đứng con nhà Lạc Long. Để cứu vãn tình thế nền nông nghiệp nước nhà thì Đức Thầy quyết định về miền Tây để đi phía Nam. Không? Cái chuyến về miền Tây phía Nam này đó, Ngài kêu gọi gửi một tấm lòng son nhắn nhủ, khuyên đồng bào hãy rủ cho đông, nắm tay trở lại cánh đồng, cần lao nhẫn nại Lạc Long cổ truyền. Chuyến đi phía Nam kéo dài 2 tháng từ ngày 10 tháng 6 năm 1945 đến ngày 10 tháng 8 năm 1945. Trong chuyến đi này thì Ngài đã đăng đàn thuyết pháp được 107 chỗ. Không? Rõ ràng như chúng tôi trình bày lúc ban đầu đó, 107 chỗ tính ra 60 ngày. Và nếu 60 ngày mà mỗi ngày 2 lần là 120, ở đây 107 chỗ tức là một ngày gần 2 lần thuyết pháp đó quý vị. Mà thuyết pháp bằng miệng, mà thuyết pháp là hàng chục người nghe, hàng chục ngàn người nghe, không là 5-7 ngàn người nghe. Có nghĩa là một cái cuộc thuyết pháp là ngày nay chúng tôi có làm một cái nghề này đó, cái nghề nói, quý vị đồng đạo nào ở trong room mình mà có làm cái nghề nói đó, quý vị mới cảm thấy với cái sức lực của mình ở đây mà mình nói 1 tiếng rưỡi đồng hồ, mà nếu mỗi ngày mà mình nói 2 đề như vậy đó, 1 tiếng rưỡi mà 2 lần như vậy thôi. Tức là ngày đó dường như mình thấy mệt mỏi, rã rời, muốn bỏ ăn đó quý vị. Như thế mà ở đây Đức Thầy nói 1 ngày 2 lần, nói với mấy ngàn người nghe, nói với một cái giọng văn là với một cái chất giọng thanh cao, với những lời văn tao nhã ngọt ngào, hấp dẫn lạ thường, ai nghe qua cũng đều xúc động. Nghĩa là với những cái nội dung mà thuyết giảng của cái kỳ phiến nông này thì nó bao gồm có 3 điều kiện. Một là nhằm giảng hồi đạo nhân, chấn chỉnh luân thường đạo nghĩa của dân tộc. Hai là kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân nên tăng gia sản xuất. Ba là xiển dương đạo Phật, khuyên nhủ mọi người quy y đạo Phật, trau dồi trí huệ, sửa tánh răng lòng, gần lành xa ác và biết niệm Phật. Đó là một cái cuộc mà thuyết giảng của Ngài là lúc bấy giờ, dù cho những cái bậc là thiện trí thức, những cái bậc là có học giả ở trong trong đời đều phải thán phục với một cái tài ăn nói của Ngài, một cái tài biện bạch của Ngài. Do vậy cho nên có những vị cho thầy mình là mồm sông là bút sấm đó quý vị.
tức là một cái cách nói rất hùng miệng, và ngài có một cái mãnh lực rõ ràng. Tôi trong những buổi thuyết giảng này tôi từng nghe bà nội kể lại đó, bà nội tôi rất nhiều lần được nghe Đức Thầy thuyết giảng, và bà kể lại đó, có những buổi thuyết giảng đó thầy đương thuyết giảng mà trời trên ở trên trời đổ mưa xuống đó quý vị, nghĩa là đổ mưa xuống mà tất cả mọi người êm phăng phắc, cái diễn đàn nó không bị náo động, diễn đàn không bị bể, nó không bị loạn cái diễn đàn, là quý vị thấy cái sức hấp dẫn nó kể làm sao rồi. Chứ mình bây giờ mình thuyết giảng mà nếu có chiếc xe nào đang ngừng ở trước một cái là tất cả đồng đạo của mình đó là bắt đầu nó bị lai chuyển cái cách nghe rồi đó, có nghĩa là nó dời đi cái cách nghe đó. Nhưng mà ở đây là đối với Đức Thầy thuyết giảng nó có một cái sức hấp dẫn quần chúng lạ thường như thế. Đó là trong cái cuộc phiến đông. Còn về vấn đề tham chánh á, thì để đáp lời kêu gọi của non sông Tổ quốc thì Đức Quỳnh Giáo Chủ đã đứng lên đấu tranh giành độc lập để cứu khổ cho dân tộc, để giải phóng cho nước nhà. Mà Ngài đã biểu lộ cái tinh thần yêu nước của Ngài rất nhiều đoạn ở trong thi văn. Ở đây chúng ta chỉ nêu lên một cái đoạn tượng trưng thôi. Tấy dân thấy nước nghĩ mà đau, quyết rứt cà sa khoác chiến bào, đuổi bọn xâm lăng gìn đất nước, ngọn cờ độc lập phất phơ cao. Nghĩa là lúc bấy giờ vào tháng 10 của năm 1946 thì quân Pháp đã trở lại đóng chiếm lần thứ hai, và Đức Thầy đã quyết tham gia vào ủy ban hành chánh tượng trưng theo cái tinh thần đoàn kết để chống xâm lăng. Đó là quỹ duyên đặc biệt. Thấy không? Rõ ràng là chỉ nhận một cái chức vụ tượng trưng mà thôi, chứ Ngài hoàn toàn không có. Và đối với tín đồ thì, và đối với quốc dân, đối với tín đồ thì Ngài đã tuyên bố với ba điều kiện. Một là để tỏ cho quốc dân và chính phủ thấy rằng chúng tôi chủ trương thống nhất lãnh thổ và độc lập quốc gia. Điều thứ hai là để biểu dương cái tinh thần đoàn kết của dân tộc, hầu mau đem lại thắng lợi cuối cùng. Điều thứ ba là để tỏ cho các đảng phái thấy rằng chúng tôi không khi nào có những tham vọng cao sang dương bá hay gì hiềm riêng mà hờ hững với phận sự cứu quốc. Còn đối với toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, tôi vẫn không quên rằng tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca. Tôi tin chắc rằng giáo lý giải thoát của chúng sanh chẳng những truyền bá thiền lâm mà còn phải thực hiện ngay cả môi trường chính trị. Thấy không? Rõ ràng như thế. Là đó là một cái giai đoạn tham chánh của Đức Thầy với một cái sự nghiệp lớn lao, với một cái cuộc đời là hành đạo là của Đức Thầy, với một cái sứ mạng to tát, với một cái hạnh nguyện là cao dày, kể cả như là đối với Đức Thầy của chúng ta, nên là đang là trong một cái giai đoạn là truyền bá hết sức là rực rỡ, nhưng than ôi, thế rồi nỗi biệt ly cay đắng, những nỗi là khổ đau, những nỗi là đau đớn nó tận cùng đã ập đến cho toàn thể người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Cho nên ngày 25 tháng 2 nhuần năm Đinh Hợi 1947, vì một cơ duyên, vì một sứ mạng đã chấm dứt, cho nên Đức Thầy đã vĩnh viễn vắng mặt cho tới ngày hôm nay, để lại cho toàn thể tín đồ những dòng nước mắt nhớ thương. Ôi một sự nghiệp cứu đời với lòng từ bi vô hạn, với một kho tàng giáo lý tuyệt vời cho những ai muốn rời dòng sanh tử. Và trước khi ra đi, chúng ta nên nhớ là Ngài đã dắt hết máu tim mình để dặn dò lại cho tất cả chúng sanh đó, chúng ta đó, là thân khùng đêm vắng khóc thầm, cửa mình cũng nhớ giấc nằm nào an. Từ nay cách biệt xa ngàn, hai người tâm đạo đừng toan phụ thầy. Giữa chừng đờn nở đứt dây, chưa vui buổi hiệp bỗng thầy lại xa. Vậy cộng chung từ ngày mà Đức Thầy mở đạo tại làng Hòa Hảo cho đến khi vắng mặt, với cái thời gian là 7 năm 9 tháng 7 ngày. Trong khoảng thời gian đó thì Đức Thầy chỉ sống tự do được 2 năm 7 tháng 24 ngày, còn lại thì thật là đoạn trường. Như lời Đức Thầy đã chỉ dạy là ta chịu khổ, khổ cho bá tánh. Kính thưa toàn thể chư quý vị, với một cái sứ mạng lâm phàm lãnh trọng trách xuống đây để mở đạo giáo đời, một người mà lãnh năm cái sứ mạng. Ở đây chúng tôi chỉ trình bày lược xương cho chúng ta thấy, một là Ngài nhận cái sứ mạng của Ngọc Hoàng là thừa dân sắc lệnh của trời cùng ông Phật Tổ giáo đời phiên dân,
hai là nhận cái sắc chỉ của Đức Phật A Di Đà. A Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Ba là nhận sắc lệnh của Phật Thích Ca Mâu Ni, ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Bốn là nhận sắc lệnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, nghĩa là Quan Âm Nam Hải Phổ Đà cùng thầy ra lệnh nên ta giáo truyền. Năm là nhận sắc lệnh của Đức Minh Dương, điên này dân lệnh Minh Dương với lệnh Phật đường sai xuống giảng dân. Với những cái sứ mạng lớn lao đó mà Ngài đã lâm phàm để nhằm nhiều cái mục đích, nghĩa là rất nhiều cái điều mà Ngài phải cần làm. Những mục đích lâm phàm của Ngài chúng ta có thể liệt xương như sau. Một là báo tin cái đời hạ quân sắp tàn, chiến tranh tàn khốc sẽ lan rộng khắp cả thế giới. Hai là bảo tồn và phát huy đạo đức văn hóa của dân tộc. Ba là giảng hồi đạo nhân, xương minh đạo Phật. Bốn là dẫn chỉ nhân sanh, cải ác tùng thiện. Năm là gây cuộc hòa bình cho giảng quốc chư bang. Sáu là đưa các thiện căn đến hậu Long Hoa, tạo dựng một đời thượng tân thánh đức mới. Với một người mà Đức Thầy đã từng than á, là phần sĩ tăng, tay trống miệng kèm, giác thiện tính, chấn hưng nền Phật giáo. Tóm lại, Ngài đã đem đạo vào đời. Ngài đã sống với thế gian, tu với thế gian, vì thế gian mà xây dựng thế gian. Đó là cái phương pháp hành đạo nhập thế thiết thực của Ngài. Như vậy là người tín đồ Phật giáo hòa hảo khi đã quy y thì phải hành y, phải cố gắng dâng nghe theo lời Thầy Tổ đã chỉ dạy. Và chúng ta phải giữ vững niềm tin vào sứ mạng lâm phàm của Đức Thầy. Bởi sự nghiệp cứu đời của Ngài là chân lý sống, là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai còn ngủ dùi trong giấc mộng. Cuối cùng chúng ta rất tự hào cho sự nghiệp lớn lao đó, và Ngài đã thành công rực rỡ trên hai phương diện đạo và đời. Một là phát huy tinh thần đạo đức của dân tộc, sống trọn vẹn đạo là người. Hai là đưa chúng sanh đi vào cội phúc đường chân đạo, nghiêng hai vai gánh nặng non sông, vớt trăm họ lầm than bể khổ. Tóm lại, khi ra đi, Ngài đã để lại cho đời một sự nghiệp quý báu. Vậy chúng ta hãy cố gắng học tập và làm theo những nhân cách và nguyện hạnh cao đẹp của Ngài để cùng nhau tiến lên con đường giải thoát. Đó là cái phần trình bày của Tiều Phu về cái đề tài về thân thế và sự nghiệp của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Đến đây cũng xin khép lại. Vậy thì với một cái sự nghiệp như chúng ta nói là hết sức lớn lao, hết sức sâu kín, hết sức quyền diệu, đối với Đức Thầy chúng ta là một vị cổ Phật lâm phàm, cho nên với cái thiện ý của Tiều Phu thì chỉ có nghiên cứu và chỉ có tìm hiểu được bấy nhiêu. Mong rằng tất cả quý vị cao minh cao đồ, quý vị thiện trí thức cũng đóng góp với Tiều Phu tiếp để cho cái mệnh đề nó được là cái phần thâm thúy hơn. Và xin chân thành cảm ơn toàn thể đồng đạo đã chú ý lắng nghe trong khoảng thời gian mà Tiều Phu đã trình bày vừa xong. Và đến đây Tiều Phu xin chào tất cả mọi người và xin gửi mic lại cho chú Tư và xin chân thành cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Tam quy ngũ giai lòng dừng lèo qua.
dỗ tao nhân gây ra lắm nợ phong trần luân hồi sao đeo khôn lần bước ra. Rải tên ngộ ấy hà quyết dứt đèn đạo tâm mơ sáng rực soi đường cầu tu chưa đạt thù hương quê hương trí huệ làm cho chúng phục tùng chân lý trong sắc thân giám thị lục căn đừng cho chúng tin lăng quần ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục phá ngũ quân rất là tham ái cõi sân si cũng phải tạo trường đem về giác tánh đem tâm hồi hướng gốc lành làm tôi Phật tổ chi thành chi chân dầu mắt phải nửa đơn gió kém cùng duyên trì mà dẹp gai dông ngày nào đắc được lục thông nhớ hồn cha mẹ tổ tông bài đời về cực lạc thành thơ ấy là ngày ban thưởng công tu chúc cho người đó dẹp mây mù dừng vàng bớt thôi công phu vuông tròn đến ngày sao tùy ca thiện căn dần đồng lắng tai nghe được nghe tin tờ qua ít chữ gọi lòng chia Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con xin chân thành cảm ơn chư Tư đã cho con cơ hội để trùng tuyên lời của thầy qua bài
Chú Ông Cò Tà Thảo, Sài Gòn. Dạ, xin chân thành cảm ơn quý cô chú và anh chị em đã cùng Quan Hỷ lắng nghe lời Châu Ngọc. Nam Mô A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý đồng đạo có mặt trong room. Thì qua cái bài thuyết trình đề tài thân thế và sự nghiệp của Đức Thầy, phần đầu thì tôi cũng không có nghe đầy đủ nhiều nguyên tư, nhưng mà phần sau thì thấy rằng thuyết trình viên trình bày rất là mạch lạc và soạn đề tài rất là kỹ lưỡng, nhất là phối hợp giữa cuộc đời Đức Thầy với những thi thơ trong khoảng thời gian Đức Thầy đi đến đâu Thầy thuyết tới đó, với giọng rất là truyền cảm. Cho nên là khi mà ngâm lên những cái đoạn thơ đó gây sự xúc động cho bao nhiêu người khác, thì coi như là cái đề tài này đã rất là thành công. Mà nếu mà Ngọc Diệp có thâu được đó thì có thể là phổ biến ra cho các anh em lấy đây là tài liệu, bởi vì cái tài liệu này rất quan trọng, là nghiên cứu về cái thân thế và sự nghiệp Đức Thầy, tức là coi như là cả cuộc đời của Đức Thầy. Mà cái đề tài này đó là nghiên cứu rất là kỹ, ít có người mà làm được, mà thấy rằng Từ Phu làm được vậy đó, đó là một điều mà rất là quý, rất là quan nghênh tinh thần, đáng khen và đáng khích lệ. Và đồng thời nữa thì Ngọc Diệp ngâm cũng rất là hay, thì phối hợp giữa người thuyết trình với người diễn ngâm rất là đầy đủ, làm cho cái room chúng ta được sinh động và ấm áp trong cái buổi thuyết giảng hôm nay. Một lần nữa có lời ca ngợi và khen tụng Từ Phu, mong rằng Từ Phu cũng dành một số thời giờ để vào room và soạn một số đề tài để thuyết trình, để cho làm sáng tỏ cái giáo lý được Thầy để mọi người cùng học hỏi theo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, kính chào toàn thể chư quý đồng đạo. Kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo, tôi sau khi nghe cái bài của Tiểu Phu thuyết thân thế và sự nghiệp của Đức Thầy, thì cái nhận xét của tôi thấy Tiểu Phu nói một cách trung thực, lời lẽ thì bình dị, không có trao chuốt, và nói một cách khách quan. Tại sao tôi nói vậy? Là tại vì tôi cũng có cái duyên gặp gỡ được những cái cụ lão mà thường gần gũi với Đức Thầy đó quý vị, thì có kể lại cho mình nghe, mình cũng có nhớ đó. Thì hôm nay Tiều Phu nói thì cái việc nói của Tiều Phu đó, cái sự soạn rất công phu và rất là khách quan, nói rất là chính xác. Bởi vì những cái người mà gần gũi Đức Thầy đó quý vị, có những cái thành phần trí thức và có những thành phần cũng không có trí thức lắm, nhưng mình nhận ở những người đó đó, người ta rất là thành thật khi người ta kể lại những cái gì đó, làm như cái người ta có cái duyên mà ở gần Đức Thầy đó, cái tâm của người ta, cái tấm lòng của người ta rất là chân thật, nói không có trao chuốt và nói rất rất là chân thành. À, cũng như ở trong cái đề tài này mà Tiều Phu có nhắc tới ông Dật Sĩ, tôi cũng có cái duyên với ông Dật Sĩ đó quý vị. Tại vì sao vậy? Là tôi có quen với ông Bằng, lúc đó làm ở Châu Phú, là rể của ông Dật Sĩ, cho nên sau cái ngày giải phóng đó, tôi cũng có đến thăm ông Dật Sĩ hai lần. Thăm ông Dật Sĩ mà nó có cái duyên, nhưng mà cũng không có được trao đổi nhiều. Là tại vì sao? Vì khi tôi đến thăm ông Dật Sĩ thì tôi hỏi thưa chú Mạnh, chú có khỏe không? Chú nói khỏe, nhờ có mấy cháu nó chăm sóc chu đáo. Thì mình nghe cái câu nói là mình biết rồi, cho nên là mình không có hỏi gì về cái vấn đề mà ông gần gũi Đức Thầy, ông không có nghe kể đó. Mà tôi chỉ hỏi về những cái từ ngữ ở trong giáo lý một số vậy thôi, bởi vì mình không có dám hỏi cái chuyện kia. Bị qua cái câu nói của ổng là mình hiểu rồi, cho nên đám tang của ổng tôi cũng đến dự nè, mà đám tất cả đám tuần của ổng tôi cũng có đến, và đồng thời đó mà cái đám đó chính ông Bằng ổng cũng phải qua tới nhà mời,
mà lúc đó là anh em của chúng tôi ở bên đây đi qua đó là dự là đông, chứ còn cái người ở địa phương dường như cũng không có dám đến dự nữa. Tôi nói thật, mình thấy những cái gì mà có cái công với đạo ở trong cái hoàn cảnh đó đó quý vị, cái người địa phương người ta cũng không không có dám đến dự, mà tụi tôi đến dự rất là đông, cỡ 40-50 người có. Tại vì ông Bằng ông nhờ tôi mời, mình thấy. Nhưng mà dầu cái người trí thức hay là người không trí thức gì không biết, mà khi mà ở gần Đức Thầy rồi đó quý vị lại tiếp xúc với mấy nhân những cái vị đó nha, nói chuyện rất là chân thành. Cho nên cái bài thuyết của Tiều Phu hôm nay rất có giá trị, mà Tiều Phu hôm nay thuyết rất là hay. Tôi phải nói tôi cũng nghe Tiều Phu thuyết mấy lần rồi, nhưng mà không có nghe cái lần hôm nay. Cái thuyết của Tiều Phu rất là trôi chảy, mà nói rất là lưu loát, nhưng mà cái lời lẽ thì rất là chân thành, không có trau chuốt. Vậy thì nhân tiện hôm nay đó, tôi cũng đề nghị với huynh Tịnh Thiền nè, huynh Tư nè, hay là huynh Ngô nè, cái việc mà phổ truyền giáo lý ở Việt Nam của chúng ta hôm nay, quý vị đừng có lo khi mà đi mà giảng về giáo lý đó, không có ai dám nói sai cái sự thật, và cũng không có ai dám nói cái gì khác hơn mà lời của Đức Thầy chỉ dạy đâu. Cho nên là quý vị để cái chương trình này đó, để cho MC sắp xếp và chọn những cái người mà để cái những ngày không có người đăng ký, thì quý vị khỏi lo. Cái điều đó tôi theo dõi rất sát, và tôi dám bảo đảm với quý vị là không ai dám nói cái gì mà ngoài cái giáo lý của Đức Thầy, không có dám nói khác đi. Ý tôi nói vậy đó, để quý vị yên tâm. Mà thì trước khi dứt lời, tôi cũng kính chúc toàn thể chư quý đồng đạo ở trong room được nhiều sức khỏe, và hôm nay là một cái ngày vinh hạnh cho chúng ta, mình được nghe từ phu thuyết cái thân thế và sự nghiệp của Đức Thầy. Thưa thật cho quý vị á, từ bây giờ anh Hồng Quang nhắc đến tới tên một người bạn thân với tôi, tụi tôi hồi đó học cùng một lớp với nhau, ở chung một nhà với nhau, rồi bây giờ bạn tôi chết rồi. Thì hồi tối hôm qua, mới hôm qua đây, tôi có nói với quý vị một cái câu chuyện mà ông dược sĩ kể cho tôi nghe, về cái câu chuyện mà khi mà về sự mầu nhiệm của Đức Thầy. Và có nhiều cái câu chuyện nữa mà tôi được nghe rất là huyền diệu, nhưng mà không có tiện kể trên room, kể ở đây không có, không không có tiện thôi, chứ rất là nhiều chuyện lắm. Dẫu quý vị nhớ là trong cái bài sứ mạng của Đức Thầy đó, chính ông Dược Sĩ là cái người chịu trách nhiệm sửa một câu rất là quan trọng ở trong đó, đó là cái câu mới vô đầu mà hồi xưa đó, thì có một cái lúc cái bài sứ mạng là tuy có phải chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm huyền thâm đó, thì ông Dược Sĩ trong cái kỳ mà kết tập đó đó, chính ông Dược Sĩ đã nói rằng trong thời gian mà ông đi theo làm việc với Đức Thầy đó, thì bởi vì chúng ta biết là bài này Đức Thầy viết tại Bạc Liêu chứ không phải viết tại Hòa Hảo, thành ra là ông Dược Sĩ nói là Đức Thầy viết cái bài này tại Bạc Liêu, và chính ông nghe Đức Thầy viết cái đoạn đó đó là tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại chứ không phải là tuy có phải. Thành ra là sau đó quý vị trong văn cái tập đó mới là thấy cái điều ông Dược Sĩ nói là nó hợp hữu lý, là tại vì lúc đó là ông Dược Sĩ đi 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 sát làm việc phục vụ cho Đức Thầy mà, thành ra là cái đó. Thành ra bây giờ Hồng Quang vừa nhắc tới ông bạn bằng của tôi, ông bạn tôi chết cách đây cũng mấy năm rồi, và cái đêm đêm đấy, đêm đêm thì con của Phạm Văn Bằng đó vẫn có mặt ở trong room này để nghe chúng ta nói chuyện. Và chúng tôi là những cái người mà thành ra từ bây giờ Hồng Quang nói, tôi vừa nghe Tiều Phu nói mà tôi xúc động nha, rất xúc động ha, mà nữa tôi càng xúc động hơn. Bữa nào đó đáng lý là cái này tôi rất tôn trọng, bạn tôi có vợ trong một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, mối tình đó nảy mầm xảy ra trong một cái cuộc cháy chợ đó quý vị ơi. Bây giờ có một cái anh chàng trai trẻ đó là làm giám đốc ngân hàng gì đó, là con bạn tôi đó, là cái mối tình này nó rất thơ mộng, là tụi tôi cùng học chung một lớp, tôi Bằng vợ Bằng là tụi tôi cùng học một lớp với nhau đó. Thành ra cái này đó là nhắc tới bạn tôi rất là xúc động.
Nếu mà con của Phạm Văn Bằng nghe nói thì cậu Tư đang rất là buồn, rất là buồn ngồi nhớ là ba của con nha. Ok, bây giờ thì bây giờ đi qua tới cái phần góp ý nha. Đúng rồi, đá banh cho nó đá hay lắm. Hồi xưa thôi thôi bỏ đi, rồi bỏ vô đó đi để khỏi lạc đề đi. Bây giờ thì xin mời quý vị có ai góp ý nha. Ừ, biết rồi. Có ai góp ý cái bài của đồng đạo tiều phu mình không quý vị? Ok, rồi xin mời ông Tịnh Thiền. Cái phần ông Tịnh Thiền góp ý này cũng không được vô CD mới chết rồi chứ. Ok, rồi xin mời ông Tịnh Thiền nha. Nam mô Phật, thì không có gì, tôi muốn nên tham khảo cái vấn đề này. Bởi vì trước giờ ra chuyện bên thầy đó, thì kể là về vấn đề mà đức thầy uống axit, thì sau khi thầy uống axit rồi còn chừa lại 1/4 cái ly nước đó. Rồi sau khi mà ông bác sĩ Tâm thấy đức thầy uống axit mà không có sao hết, thì đức thầy mới nói thầy còn chừa lại một số đây, đem về nhà chữa trị cho vợ của ông ở nhà thì sẽ hết. Nhưng mà vừa rồi thì nếu tôi nghe không lầm thì chú Tình Duyên Tiều Phu nói rằng là đức thầy uống hết cái đó, rồi sau đó ông bác sĩ Tâm mới pha một ly axit khác cho uống, mà cho uống tới 2 lần lận. Thì cái điều này đó giờ tôi chưa có nghe, mà không biết cái Tiều Phu lấy cái tài liệu đó ở đâu. Và cũng như sẵn dịp có quý anh em ở trong cái room này thì cũng xin đóng góp cái chỗ này, từ trước tới giờ quý anh em đạo nghe biết nó như thế nào. Tôi hầu hết chắc ai cũng còn đều biết vụ đức thầy uống axit, nhưng mà uống như thế nào và bà vợ của ông bác sĩ Tâm uống như thế nào, rồi thì tôi thấy cái sự kể của thầy phu nó hơi khác một chút đối với cái tài liệu cũ. Bởi vì ở đây thì quý định rằng mình sẽ ra cái DC CD mà mình cần có một cái tài liệu nó chính xác một chút vậy thôi. Ok ha. Nam mô A Di Đà Phật, kính chào toàn thể chư quý vị đồng đạo. Cái này đáng lý thì để Tiểu Phu trả lời, nhưng mà tôi nói với Quỳnh Tịnh Thiền như thế này nè. Quỳnh Tịnh Thiền ơi, cái việc mà cái mẫu chuyện bên thầy nó kể đó, không có ai mà kể mà chính xác hơn cái người mà ở bên cạnh đức thầy đâu. Bởi vì có đôi khi tôi nói quý vị không tin. Trước đó quý vị, chú bác của mình á, có nhiều cái nó rất là hay, rất là thâm thúy. Cái người mà biết rành rõ cái chuyện của bên thầy đó quý vị, đi lại hỏi mình hỏi mấy ổng á, hỏi chú ở gần thầy có như cái chuyện gì ở bên thầy đó, chú nhờ chú kể cho con cháu nghe. Không bao giờ ổng kể đâu, ổng kỹ lưỡng lắm mấy cái ông này đó. Bởi vì tôi nói, tôi mới nói với anh em, mình bây giờ già chứ còn thua mấy ông già xưa lắm. Ổng thâm thúy lắm, ổng kỹ lưỡng lắm. Trước khi ổng muốn nói cái gì đó, ổng cẩn thận lắm. Cho nên tôi có học ở Úc Kiệt á, một cái câu nói. Hồi đó mới vừa bước gần ngưỡng cửa đạo đó, mới ăn chay, mới tu đó quý vị. Đi kiếm mấy cái ông mà hiểu biết đạo đó, mình lại để mà nhờ mấy ông mà nói đạo cho mình nghe. Cho nên có lần anh em tôi đi đến đông lắm, tôi nói chú ơi, hôm nay anh em tôi tới mong chú nói vài cái đề tài đạo đức cho con cháu nghe. Ông Úc Kiệt, ông chỉ cái chuông để ở trên ngôi Tam Bảo, ở cái chùa Từ Quang. Ông nói chuông có gõ mới kêu, chuông mà không có gõ là không có kêu. Ý ông nói mình muốn biết cái điều gì mình phải hỏi ngay cái chỗ đó thì ông mới nói cho mình biết. Vậy á, Đức Phật ngày xưa đó thì khi mà các cái đệ tử của Phật mới có nói cho quý vị thấy á, chứ còn mà cái thuyết gì đại chúng thôi, nhưng mà có khi hỏi mới nói. Thì cái việc mà tại sao có những cái việc mà mình nghe cái người này kể rồi người khác kể nó không giống, như ví dụ như cái chuyện mà đám tang của ông Năm Hiệu cũng vậy, có nhiều người đi dự đó nhưng mà kể thì có nhiều người cũng kể cái cách này, người kể cách khác hả quý vị. Thì cái mà Tiều Phu hồi nãy có nói rõ đó là do ông Giáo Khương, tức là ông Tỉnh Bộ Khương đó, Tỉnh Bộ Châu Đốc đó vậy. Ông này là ông ở nhà tôi mà. Ông ở nhà tôi làm cái văn phòng đặt phòng Tỉnh Bộ Châu Đốc đặt cho tới ngày cuối cùng. Thì có những cái chuyện đó mà Tiều Phu nghe đó nha, còn những cái chuyện tôi nghe Tiều Phu không có nghe nữa. Bởi vì tại sao vậy? Ông Tỉnh Bộ Khương ông nào mà gần đức thầy rất là dè dặt.
Khi mà anh em tôi họp lại, ông ở Bình Thanh Đông họp lại trao đổi đạo đức, mời ông tới chơi hỏi ông. Ông nói ít xịt à, ông nói rất là ít. Nhưng mà có lần á, ông Giáo Thình ông nhờ tôi đến để mà gặp ông hỏi đó. Ông mới kéo tôi đi ra ngoài cái bóng cây, chỉ có hai chú cháu ngồi tâm sự. Ông còn kể nhiều cái chuyện, nhiều cái chuyện dữ lắm, mà cái chuyện đó không có ai viết được đâu, không ai viết ra chuyện bên thầy đâu. Cho nên là tôi nói với quý vị ha, còn nhiều cái chuyện lắm mà không có ai sưu tầm được đâu. Chẳng hạn như cái lần mà tôi gặp ông chú Bảy Xương đó, là tỉnh bộ An Giang, ổng khi học tập về đó, thì cái lúc đầu tôi cũng hỏi vậy đó, ổng không có nói đâu. Sau khi trao đổi tâm tình đạo đức rồi, có những cái chuyện mà nó đúng cái hoàn cảnh đó, thì ổng mới nói cái mấy cái chuyện đó ra. Nói chuyện đó ra rồi mình nhận xét, kể từ cái lúc ổng nói cho tới bây giờ mình nhìn cái thế thế cuộc á, thì đức thầy nói là đúng hoàn toàn luôn, đúng hoàn toàn luôn. Lúc ổng nói ra đó, nói thật quý vị á, tôi nửa tin nửa không nữa, tôi nghĩ á, theo cái hiểu biết của mình á. Nhưng mà sao mà nó xảy ra thì nó giống y chang như ổng nói vậy thôi. Cái từ đó tới bây giờ mà tôi để ý á. Nhưng mà mấy cái mẫu chuyện đó làm sao mà quý vị sưu tầm được. Và mấy ông già ông kỹ lắm, ông già rất là kỹ. Thứ nhất là ông Giáo Khương nè, ông nói với tôi đó là cái gì cho nói thì nói, chứ mà các cháu mà ép chú nói đó nghe, có nhiều khi mấy ông thần ông tính chú tội nghiệp chú. Ông nói mình thấy dễ cảm lắm. Cho nên cái này là Tiều Phu có nói là đích thân ông Giáo Khương kể ra Quynh Tịnh Thiền, thì có lần tôi cũng có nghe ông Giáo Khương ông cũng có kể đó. Dường như là cái mẫu chuyện á, cái người ở trong cuộc hay là cái người nghe nói lại đó, nó dường như nó cũng na ná với nhau, nó không chính xác, không có chính xác lắm đâu. Cho nên thì cái này do cái tài liệu của những cái người thu thập người ta viết, thì không biết người ta nghe cái lúc đó ai kể lại. Còn cái này ông Giáo Khương á là cái người mà quý vị thấy là ổng là ở gần gũi Đức Thầy á, là suốt luôn, suốt thời gian luôn, suốt thời gian đó. Mà có những cái mẫu chuyện ổng kể đó quý vị không có ấy được đâu. Có lần Đức Thầy sai ổng đi, mà ngay cả ông Lương Trọng Tường, một số trí thức lắm phản đối. Mà tôi tính là không bao giờ kể cái chuyện này nữa cho quý vị nghe nha, nhưng mà tôi kể lần đó là ổng kể cho một mình tôi nghe đó. Là ông Đức Thầy sai đi, mấy ông kia nói phản đối, nói bạch thầy, từ xưa tới giờ thầy sai ai đi, thầy phân công ai làm chuyện gì, chúng con không có dám nói. Nhưng mà cái lần này cái chuyện quan trọng, đi qua họp ở bên Lào, chuyện quan trọng mà thầy sai một cái ông giáo trường làng đi, tụi tôi là những người có khoa bản mà thầy không có sai đi, thì sợ nó mất mặt cho cái tôn giáo của mình, cho đoàn thể của mình. Thì thầy mới nghiêm nghị nói, mấy ông có biết nó là bây giờ giáo viên trường làng, nhưng mà có biết tiền kiếp nó là cái gì không? Cho nên là tôi nói mấy ông nghe, cái việc này sai nó đi là thành công, mà sai mấy ông đi là thất bại. À, tôi nói vậy. Đức Thầy nói vậy cho. Còn mấy cái chuyện nhiều lắm mà. Mấy cái chuyện này đâu làm sao ai sưu tầm. Mấy cái ông lớn, ông kỹ lắm. À. Khi nào mà có cái việc gì mà nó gặp cái dịp mà mình trao đổi đúng cái lúc đó thì ông mới kể cái chuyện đó. Còn cái lúc mình lại mình hỏi ông không có kể. Ông không có kể đâu. Cho nên là chúng ta cũng nên thông cảm với nhau ở cái điều này, tức là những cái người sưu tập là do nghe người khác kể lại, mà có đôi khi không có đích thân mà cái người ở trong cuộc kể, mà chỉ nghe cái người khác nói lại thôi, rồi người ta viết ra. Thì cái điều này mình chúng ta cũng nên là thông cảm ha, thông cảm. Nó có những cái sai, nó có những cái sai biệt chút đỉnh thôi, thì chúng ta cũng thông cảm. Bởi vì tôi thấy nổi cái đám tang ông Năm Hiệu thôi, mà cái tôi nghe ba bốn người kể mà cũng không ba, nó không phải sai hoàn toàn. À, vì thế cho nên tôi xin đóng góp một số ý kiến nhỏ vậy. Bây giờ để nhường mic lại cho quý vị, hay là Tiều Phu có thể là lên nói thêm cái phần này để cho Quynh Tịnh Thiền biết. À, bây giờ xin trả mic lại quý vị. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thân cao xin kính lễ đạo tràng, xin kính chào hết quý chú, quý anh chị em đồng đạo. Nếu mà mình nói ở đây là trong cái phần góp ý, thì Hơn Cao không có cái ý gì để góp ý qua cái bài của đồng đạo Tiều Phu hết. Bởi vì Hơn Cao thấy là mình quá đầy đủ, rất là tuyệt vời.
Dạ thưa chư quý đồng đạo, từ trước tới giờ trong cái thân thế và sự nghiệp của Đức Huỳnh Giáo Chủ thì chúng ta chắc chắn rằng mỗi người đều có nghe, ít nhất mình cũng có nghe, có đọc trên sách báo. Nhưng mà ngày hôm nay được nghe và được đồng đạo Triệu Phu sưu tầm, nghiên cứu rất là sâu sắc thì Hương Cao thấy đây là một cái bài rất là hoàn chỉnh. Còn về vấn đề mà axit á, thì chú Tinh Thiện nói vậy Hương Cao thấy cũng rất có lý. Bởi vì khi mình ra một cái đĩa để mà mình có thể phổ truyền đó chú quý đồng đạo, thì mình phải cần có một cái thống nhất với nhau. Từ trước tới giờ thì Hương Cao nghe chú Tư, chú Tịnh Thiền đều kể cái chuyện mà uống axit là như vậy. Nhưng mà thật sự thì mình không biết cái chuyện mà khi mà chú Tư với chú Tịnh Thiền kể lại đó là do ai nói ra thì Hương Cao cũng chưa có biết. Nhưng mà ngày hôm nay thì được nghe đồng đạo Tiều Phu nói chính là ông Giáo Khương, người cận kề Đức Thầy kể ra, thì mình thấy đây cũng là một cái điều nó có cái chứng minh thực tế chứ quý đồng đạo. Và Hương Cao cũng nghĩ rằng cái điều mình đưa ra ở đây đó là để chứng tỏ là Đức Thầy mình có uống axit mà không có hại. Và Đức Thầy cũng đã chỉ cho vợ của ông Giáo Tâm nó uống thì cũng đã hết bệnh. Điều đó mới là quan trọng. Cho nên Hương Cao nghĩ là giữa chú Tư, chú Tịnh Thiền và quý đồng đạo mà đã được cận kề ông Giáo Khương đó, thì có sự có thể trao đổi với nhau để rút ra một cái kinh nghiệm, cái bài học, cái bài mà mình thấy cái gì mà nó có thể nó gần gũi, nó xác thực nhất thì mình đưa lên. Thường thường như đồng đạo hồi nãy có đồng đạo nói đó thì Hương Cao cũng rất đồng ý, đó là một cái câu chuyện gì đó chứ quý đồng đạo, hai người mình ngồi nghe ở đây thì nó khác, nhưng mà mình bước qua một người thứ ba kể lại, nhiều khi người ta cũng có thể là người ta cũng cũng là cái câu chuyện nó cũng là có thật, nhưng người ta có thể người ta cường điệu lên chút hoặc là người ta hạ xuống chút, cái đó là cái chuyện thực tế thì mình nghĩ là nó chỉ lên chút xuống chút, nhưng mà câu chuyện nó có thật vậy thì là đủ rồi. Dạ cho nên Hương Cao nghĩ là nếu bây giờ mình biểu một cái xác thực nhất, chính xác nhất thì khó mà chứng minh được lắm chứ quý đồng đạo. Bởi vì những cái gì mà biết những chuyện đó thì ta qua đời hết rồi. Còn bây giờ mình lấy cái gì mà nó gần gũi nhất mà nó mình biết là nó có, thí dụ như bây giờ đồng đạo Tiều Phu nè có gần gũi với ông Giáo Khương, mà ông Giáo Khương đó thì là cận kề bên Đức Thầy, thì mình thấy cái câu chuyện này nó có rất là có lý, phải không chú quý đồng đạo? Thành ra con thưa chú Tịnh Thiền hoặc chú Tư, thì con từ trước giờ con nghe cái câu chuyện quý chú kể con cũng rất là ngưỡng mộ, mà bây giờ nghe đồng đạo Tiều Phu kể thì cũng rất là hay. Nhưng mà trong lòng con không so sánh là cái chuyện uống như thế nào, mà cái điều quan trọng là uống axit mà không chết, điều này có thì như vậy là được rồi. Dạ rồi con xin được gửi mic lại cho chư quý đồng đạo, mời MC Trung Quân nha. Dạ con mời chú Tư. Xin phép Tiều Phu nói chừng một phút thôi để tụi mình định rõ, mình xác rõ chỗ này nha. Nãy vì tôi nghe Hương Cao nói là nghe chú Tư với chú Tình Thiện nói cái vụ mà Đức Thầy uống axit á, xin mình xác rõ là tôi chưa bao giờ mà nói cái vụ mà Đức Thầy uống axit nha. Chưa là tại vì đó, khi mà tôi tiếp ông Henry mà Trần Văn Tâm á, tức là con trai của ông Trần Văn Tâm đi qua từ bên Úc á, ông qua thăm bên hội quán của tôi đó, thì ông có mang theo một số cái, như tôi có kể trong room á, mang một số cái bút tự, tức là chữ tay, viết tay của Đức Thầy đó, đem qua bên đây và cho đồng đạo nghe, đồng đạo coi. Thì lúc đó tôi có để một thời gian giống như đi triển lãm vậy đó, để cho đồng đạo ai muốn coi tới thì coi chữ viết ta, chữ viết của Đức Thầy luôn đó. Thì ông Henry Trần Văn Tâm đó cũng có kể chuyện như tôi đã nói đó. Tôi muốn nói là cái lịch sử của viết cái quyển thứ năm như thế nào đó. Đức Thầy viết cái bài này trong nhà thương chợ quán, nhưng mà không phải là viết một nguyên một mạch mà nguyên cái quyển đó, mà vì lúc đó đó nhà đương cuộc Pháp á, cái nhà thương đó nó ra lệnh rất là gắt gao, không có ai được phép tiếp xúc với Đức Thầy hết. Cho nên là chỉ mỗi một ngày như vậy, ông Trần Văn Tâm á, bà Trần Văn Tâm mới là xé hai cái tờ giấy nhật trình, xé hai tờ giấy tập của mình đó, ông bác sĩ Tâm mới bỏ vô túi đem vô đưa Đức Thầy, thì Đức Thầy viết hai tờ mỗi một ngày như vậy đó. Hết hai tờ đó chuyển ra, bữa sau hai tờ nữa rồi chuyển ra rồi ngoài bà Tâm đủ cái quyển năm đó thì bà mới là gom góp lại để mà sau đó mình nhờ người đến máy để mình đi in đó. Nhưng mà tôi xin xác nhận là
Trong cái buổi nói chuyện của ông Henry Tâm, Trần Văn Tâm á, nói về cái cuộc hội ngộ của Đức Thầy mà ông Tâm quy y với Đức Thầy đó, tôi xin minh xác rõ là tôi không hề nghe ông Henry Tâm nói tới cái vụ axit này đó. Nhưng mà tôi vẫn tôn trọng những cái lời kể của những quý vị khác, là tại vì ông Tâm biết đâu ông quên thì sao, mà tôi không nghe cho nên tôi không thể kể lại. Cái đó là tôi xin minh xác rõ, thật là rõ như vậy đó. Thành ra cái điều nào mà tôi biết thì tôi mới nói, chứ cái nào mà tôi nghe không có nghe chính xác thì tôi không dám nói. Ông bác sĩ Tâm á, gia đình ông bác sĩ Trần Văn Tâm á, là tôi gặp người con trai của ông bác sĩ Trần Văn Tâm, mà cũng là Trần Văn Tâm luôn. Bởi vì gia đình này đó, ông bác sĩ Trần Văn Tâm là Trần Văn Tâm, rồi những của người con của ông bác sĩ Trần Văn Tâm cũng tên là Trần Văn Tâm, nhưng mà Pháp mà, ông là dân Tây mà, thành ra là cái tên đằng trước á, chẳng hạn như là cũng Trần Văn Tâm. Thì cái người con trai lớn á, chẳng hạn như là Henry Trần Văn Tâm, là ông cái ông mà qua thăm tôi đó gặp đó, Henry Tâm. Rồi cái ông kế đó cũng Trần Văn Tâm, nhưng mà Giọt Trần Văn Tâm, hay là Ranvier Trần Văn Tâm gì đó chẳng hạn. Thành ra tới cái tên trước đó, một cái chữ khác rồi. Nhưng mà đằng sau dựng được ba Trần Văn Tâm hết vậy đó, toàn bộ là Trần Văn Tâm hết. Thành ra là người con trai của bác sĩ Tâm có tới hậu quán với tôi, và có kể chuyện cái cuộc hội ngộ, cái sự huyền diệu mà cô mời Trần Văn Tâm từ một cái ông bác sĩ Tây Y mà thấy Đức Thầy. Ông có kể lại cái câu chuyện mà ông nói là ông sợ, cái câu chuyện hy hữu là thế này, là tôi nhớ hoài nè. Là chỉ có Đức Thầy là cái trách nhiệm vô mà trị bệnh Đức Thầy thôi, bác sĩ Tâm á. Cho nên ông được cái lệnh rồi thì ông mới là ông lấy cái tờ khi mà ông xuống mà khám bệnh với Đức Thầy đó, ông đem cái hồ sơ bệnh lý xuống thì ông thấy là bệnh nhân này đó không có nhắc tới cái chuyện mà Đức Thầy uống axit không. Ông Tâm, ông con bác sĩ Tâm không có kể về cái chuyện đó, tôi không nghe. Nhưng mà có kể là ông bằng tận tâm á, ông đi xuống chẳng hạn, bây giờ thì dụ như cái phòng đó là cái phòng 22, có ông đó là Quỳnh gì đó chẳng hạn, tên Đức Thầy đó, thì cái phòng số 22 thì ông Trần Văn Tâm ông mới cầm cái hồ sơ bệnh lý đó đi xuống để mà ông khám bệnh nè, đi xuống phòng bệnh nhân. Thì đi xuống ông đi vô xô cửa bước vô phòng 22 thì là ông giật mình, ông nói là ông chắc ông lộn phòng, là tại vì hồ sơ trên này bệnh nhân là tên là Quỳnh Phú, rồi ở dưới là sinh ngày 15 tháng 1 năm 2020. Tức là lúc đó cái người bệnh nhân này nó mới đâu khoảng chừng 21-22 tuổi thôi. Nhưng mà ông xô cửa bước vô thì trong phòng đó, trên giường nằm là một cái ông già râu bạc hiếu thôi, tóc ra tóc bạc hiếu hết trơn hết trọi. Thì ông ngỡ rằng ông đi lộn phòng rồi, cho nên ông mới đi bước ra ngoài, ông mới khép cửa lại, bước cửa lại rồi ông mới đi tới đi lui nữa. Cái ông mới tưởng là mình lộn phòng, cho nên đi tới nó, ủa sao mình phòng mình cái phòng kế bên là phòng 23 chắc là 24-25 sao. Rồi mới trở lại nhìn lại cái phòng, đúng ở trong hồ sơ là phòng 22 mà, sao mà nói mình vô kỳ vậy. Thì ông mới trở lại lần này, ông mở cửa bước vô, thì hồi nãy là cái ông già tóc bạc phơ, bây giờ là đúng là cái người thanh niên mới 21-22 tuổi đang nằm ở đó, chính là Đức Thầy. Cái đầu tiên đó đã tạo cho ông Trần Văn Tâm, theo lời kể ông Văn Duy Tâm đó, đó là một cái mà huyền diệu mà ông Trần Văn Tâm ổng có bắt đầu ổng có một cái nghi ngờ đặc biệt này về Đức Thầy. Cái đó là cái gọi là cái cảm quan đầu tiên mà khi mà hội ngộ với Đức Thầy lần đầu tiên đã tạo cho ông bác sĩ Tâm một cái là lý thú rồi, rất là đặc biệt rồi. Thành ra ông Henry có kể lại cái câu chuyện đó. Chứ tôi chưa không hề nghe ông nhắc tới cái vụ uống axit. Có kể cái anh mà gác cổng hay gì đó, anh đó vừa đó thì là chính Đức Thầy cho anh đó cái trái cam, thì anh đó là về vợ anh đó đương bị ung thư gì đó sắp mổ, thì ăn trái cam đó thì lại hết. Có kể thêm câu chuyện đó chứ tôi không nghe ông ăn gì kể những cái gì Đức Thầy uống axit. Thành ra tôi cũng xin nghe sao nói vậy, chứ tôi bây giờ lúc trước đó, xưa thì cái gì ở đây mình nói ngoài lại chút xíu thôi. Tôi cũng có một vài lần tôi nói là khi mà chúng ta kể chuyện về Đức Thầy đó, bởi vì
ai cũng nhìn Đức Thầy với Đức Phật Thầy Tây An. Có thể nói là Đức Thầy là một hậu thân của một cái kế tiếp của hậu thân của Đức Phật Thầy Tây An. À, giống như là cái người di tịch núi Sam, hay là chừng nào trâu rống dưới sông lòng ông bảy chợ thì ông trở về, chừng nào góc một năm trời ta dung sắc lệnh ta hồi trần gian chẳng hạn. Những cái điều đó để xác nhận xác định rõ mà chúng ta thấy là Đức Thầy là sự chuyển kiếp của Đức Phật Thầy Tây An. Cho nên cái sự quyền diệu của Đức Phật Thầy Tây An nhiều khi chúng ta lại kể về Đức Thầy nhưng mà lại nhằm vô cái chỗ mà của Đức Phật Thầy chẳng hạn, thì cái sợ e là tôi chỉ sợ thôi nha, chứ không phải là tôi nói anh em đó nói sai đâu. Sợ e là chúng ta nhầm lẫn như vậy thôi. À, cho nên là khi mà kể chuyện đối với tôi đó, Đức Thầy là vị Phật rõ ràng, Ngài là bậc Như Tri rõ ràng, sinh Như Tri. À, Ngài sinh ra đã đại ngộ rồi, nhưng mà vì thời cơ chưa tới cho nên Ngài mới vậy, mới chưa xuất hiện thôi. À, ngài cũng thường nói là ta chớ về đâu, ta chuyển kiếp đã từ đó chờ đến ngày ra trở thế đó, vì chờ đến ngày ra trở thế cho nên là mới có, khi mà còn nhỏ mới có những cái thái độ mà hiền từ hòa nhã, hay là thương mến mấy con cò con chim gì kia, hay là những cái câu chuyện mà kể mà cứ ông mang kể mà trước ngày 18 tháng 5, Đức Thầy đã trị bệnh bằng cánh một cách rất là quyền dữ rồi đó. Đức Thầy không cần phải, chúng ta không cần phải cường điệu thêm, không cần phải tô vẽ thêm, ngay Đức Thầy là một cái điều quyền diệu rồi. Thành ra chính vì vậy mà đối với tôi thì tôi những cái năm dài tôi sống ở trên Hòa Hảo đó, cũng ít nhất cũng 2-30 năm trên đó, thì là cái những điều gì mà tôi nghe, mặc dù bây giờ trong chuyện của Thầy có đó nha, nhưng mà khi đọc lại hay là khi nghe, ai nói thì tôi nghe, nhưng mà tôi kể mà những cái điều mà tôi chưa nghe từ trước đó thì tôi không có nói đâu. Tôi rất là cẩn thận trong vấn đề này. Ok ha. Rồi tôi chỉ góp ý đây là một cái chúng ta xoay quanh cái vấn đề để nói làm sao cho nó chính xác, thì chứ tôi không hề nói anh nào nói có hay không thì không có, cái này tôi không có ý đó đâu nha. Dạ. Vâng, thì cái điều tôi xin cái này từ bây giờ mình góp ý vậy, cũng như là cái phần mà nói chuyện tuyệt vời của Thiều Phu bữa nay mình có cái sự đóng góp của mình trong đó nha. Ok Thiều Phu, bây giờ xin mời bàn tay của Thiều Phu lên, diễn giả tuyệt vời, xin mời lên, giơ tay lên. À, bước lên sân khấu đi chứ bà con đi chờ coi là có mà. À, ok rồi, bây giờ mời Thiều Phu bước lên sân khấu nha, xin mời nha. À. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, có nghe tiếng Tỳ Phu chưa quý vị ơi? Alo. Dạ. Kính thưa chú Tư, kính thưa chú Tịnh Thiền, chú Ngô và tất cả chư quý đồng đạo trong room của buổi sinh hoạt buổi trưa hôm nay. Thì đến với cái mẫu chuyện này thì đúng như lời chú Tư trình bày nãy giờ. Thì mình đối với Tiền Phu thì còn ở phía sau mấy chú một cái một cấp nữa. Cho nên đối với cái khoảng thời gian ra đời của Đức Thầy cách nay 75 năm thì ở đây chỉ là phần nghiên cứu mà thôi, chứ còn muốn xác định, muốn minh định cho nó rõ ràng là chuyện đó có hay không có thì Tiền Phu cũng không nắm chắc được. Nhưng có một điều thì y như lời Tiều Phu trình bày lúc nãy đó, thì Tiều Phu rất được cái duyên may, đành rằng lúc đó cỡ khoảng 21-22 tuổi, nhưng mà Tiều Phu gặp được bác hai, nghĩa là giáo khương rất nhiều lần, gặp hàng trăm lần đó, có rất nhiều lần nói chuyện. Và y như lời huynh Hồng Quang nói thì ngoài cái mẫu chuyện này ra thì Tiều Phu còn nghe được rất nhiều cái mẫu chuyện khác mà do ông Giáo Khương kể ra. À, tuy nhiên là nghe từ cái mẫu chuyện của ông Giáo Khương kể về chuyện Đức Thầy uống axit, rồi hiện giờ ở trong cái rất nhiều cái cuốn mà chuyện bên Thầy cũng có ghi cái tài liệu này. Nhưng mà sau khi xem cái ghi ở trong tài liệu mà chuyện bên Thầy đó với cái lời kể của ông Giáo Khương lại thì Tiều Phu có so sánh.
có so sánh lại, cho nên Từ Phu là quyết định kể cái mẫu chuyện của ông Giáo Khương kể với những lý do mà Từ Phu đã nêu ra như sau. Cái điều thứ nhất á, thì y như là cái lời của chú Tư mới vừa trình bày. Ở đây thì lúc đó ông Giáo Khương kể rành lắm, nhưng mà Từ Phu quên, không có nhớ. Cái gì mà không nhớ cho nên không có dám nói ra, là dường như là cái phòng mà Đức Thầy, cái giường bệnh, cái phòng bệnh mà Đức Thầy ở đó là số 18 hay gì đó. Nó có số đâu đó rõ ràng. Và trong đó nó nghiêm nhặt, nó nghiêm nhặt còn hơn là chánh trị nữa. Nên lúc bấy giờ là chỉ có ông y sĩ Trần Văn Tâm là cái người mà nhận được cái lệnh vô đó tiếp xúc và làm là để trị bệnh cho thầy. Và song song bên đó nó không phải vậy đâu, bởi vì ông y sĩ Trần Văn Tâm này thì là người Việt Nam, cho nên cái người Pháp mà lúc bấy giờ đối với Đức Thầy là họ rất nghiêm minh, rất nhiều là lần từ ở từ Hòa Hảo mà họ tách rời về Châu Đốc, rồi đưa xuống Sa Đéc, rồi đến Cần Thơ, rồi là về nhà thương Chợ Quán. Cho nên là lúc bấy giờ họ theo dõi một cách, nghĩa là mật thám nó theo dõi một cách rất nghiêm minh. Nghĩa là như lời chú Tư kể nãy đó, là muốn viết ra một cái đoạn sấm giảng hay gì đó, là ông y sĩ Tâm này đó, ông bác sĩ Tâm này cần phải viết rất nhiều lần, tức là luôn luôn lúc nào cũng bị dòm ngó rình mò là của là cái của người Pháp. Do vậy cho nên cái cuộc mà uống nước axit của Đức Thầy trước mặt ông bác sĩ Tâm ở đây cũng là trước mặt của những cái viên mật thám của người Pháp, cho nên không có được tự do. Do vậy cho nên là cho nên Từ Phu mới suy nghĩ rằng là cái lời của ông Giáo Khương kể nó có lý hơn, là vì là lúc bấy giờ là với một cái sự dòm ngó của là mật thám Pháp, cho nên đâu có tự do mà chừa lại phần tư rồi dặn dò phải đem về làm gì 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 nữa. Cái này thì nghe nó vô lý hơn là thầy uống một cái một như là ông Giáo Khương kể. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa đó, nếu chúng ta có nghiên cứu trong tài liệu thì mới thấy trong cái giai đoạn mà ông y sĩ Trần Văn Tâm mà tiếp xúc với Đức Thầy đó, nghĩa là rất nhiều lần, nó rất nhiều ngày là ông là, bởi vì ông này có một cái kiến thức về khoa học mà ông cũng có những cái kiến thức về Phật học nữa, cho nên ông phỏng vấn Đức Thầy rất nhiều về cái vấn đề Phật học, rồi về là khoa học, rồi về là vũ trụ quan, nhân sinh quan, vân vân. Do vậy cho nên sau một khoảng thời gian dài ông chưa phải là đệ tử của Đức Thầy, cho nên đó là sau cùng nữa nó mới có cái cuộc mà trị bệnh cho bà vợ ở nhà đó. Thì là lúc bấy giờ vợ chồng mới quy y với Đức Thầy và là đệ tử của Đức Thầy. Do vậy cho nên không phải là cái buổi gặp đầu tiên mà chừa ông phần tư về uống rồi là quy y như trong cái mẫu chuyện kể. Do vậy cho nên có nhiều cái đoạn mà mình so sánh lại đó, thì mình mới thấy rằng là cái mẫu chuyện của ông Giáo Khương kể nó có cái lý hơn. Nó có cái lý hơn là mẫu chuyện trong sách vở hiện giờ ghi lại. Cho nên nó là Tiều Phu quyết kể theo kể là thầy uống nước axit có thật hay không á. Thì điều này là tới giờ này là cũng có nhiều cái tư tưởng, rồi cũng có nhiều dư luận. Người thì cho rằng có, người cho rằng không. Nhưng mà đối với Từ Phu thì Từ Phu cảm thấy gần như cái có là nó nhiều hơn. Cho nên là thì đúng là trong sách ghi lại bây giờ có nhiều lắm. Ở cái văn phòng của nghiên cứu của Ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo Việt Nam lúc bấy giờ cũng có rất nhiều cái quyển tài liệu mà nói về chuyện bên thầy. Đúng như lời mấy chú trình bày từ hôm trước nay đó, chuyện bên thầy lúc bấy giờ nó tràn ngập lắm, nó nhiều lắm. Cho nên nó là cái cũng tôi cũng có cái dịp xem cái chuyện bên thầy của chú Bảy Ưởn sưu tập, rõ ràng nó cũng có cái tài liệu không giống với cái chuyện mà tôi vừa kể. Do vậy cho nên hôm nay thì với cái tấm lòng chân thật
hiểu sao nói vậy và biết được bao nhiêu mình trình bày bấy nhiêu, thì xin trình bày lên đây để cho mấy chú nghiên cứu coi coi cái đoạn đó như thế nào. Chứ còn cái minh định của nó có hay không thì tiều phu không dám. Và xin chân thành gửi mic lại cho MC nha. Trung Quân ơi, Trung Quân ơi, bây giờ gửi lại cho ai đây? Chị Hương Cao còn không? Chị Hương Cao ơi. Dạ, xin gửi lại cho chị Hương Cao. Nam Mô A Di Đà Phật.